chương 2271 thức tỉnh 1. Phù tăng một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người hướng phía hắn sở chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy người của Phượng tộc đã từ một cái khác phương hướng hướng phía từ đằng phong bay tới. Bọn hắn một bên bay, một bên đang cùng rậm rạp hắc xác trùng làm đấu tranh. Ngày sau đó, Long tộc cùng Hồ tộc cũng từ mặt khác hai cái phương hướng, một bên đánh một bên bay tới. Một trong chớp mắt, Hoa tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng đã chạy tới. Thần giới Lục Đại Thị tộc toàn bộ đến đông đủ tại một chút hướng phía từ đằng phong tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, lục đại thị tộc đã đem từ đằng phong bao vây lại, tại lục đại thị tộc phía dưới, hắc xác trùng rậm rạp, phô thành một mảnh. Vừa mới lên thái dương, dần dần bị mây đen che đậy đứng lên, toàn bộ từ đằng phong trên đỉnh, gió nổi mây phun, trời u ám. Từ đằng phong bên trên, vân triệt bọn hắn thân hình nhìn vô cùng cô đơn, phảng phất toàn thế giới đều tại công hãm cái này cuối cùng một cái điểm lục đại thị tộc còn chưa tới từ đằng phong trước mặt chân núi hạ hắc xác trùng đã bỏ lên vân triệt bọn hắn một khắc cũng không dám nhàn rỗi bọn hắn không ngừng công kích bỏ lên hắc xác trùng trên mặt mỗi người đều lộ ra lau một cái trước đó chưa từng có ngưng trọng nếu như bọn hắn hôm nay muốn là không thủ được chỉ hề cùng thương lăng một khi xảy ra sự cố thế gian này liền không còn có người có thể ngăn cản hoa niên đến lúc đó toàn bộ lục giới đều tại hắn trong khống chế thành hắn vật riêng tư hắn tâm thuật bất chính, vì đạt được đến mục thủ đoạn gì đều có thể dùng. Hắn tham lam không gì sánh được, lần này là chúa tể thiên đảo, lần tiếp theo không biết lại muốn làm cái gì. Bảo vệ, nhất định phải chờ đến bọn hắn tỉnh lại. Băng Phượng thu hồi ngày xưa trò đùa, vô cùng nghiêm túc. Ngay cả năm tuổi tiểu khuyên tâm cũng sẽ không tùy ý chơi đùa, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo mọi người phía sau. Ra chính mình một phần lực. Mọi người ở đây đau khổ chống đỡ thời điểm, xa xa ma vân cuồn cuộn uy áp chợt tăng cường. Có phải hay không là U Phạn Thiên Khư người đến, băng phượng ôm chờ mong, làm toàn thế giới đều đối địch với bọn họ thời điểm, tranh thủ thêm một cái minh hiểu, là có thể nhiều chống đỡ một trận. Cho dù là nhiều chống đỡ một giây đồng hồ, đều có thể nhiều một tia hy vọng. Hy vọng là U Phạn Thiên Khư, hy vọng hy vọng A. À. Phù tăng cho mày, không ngừng nói thầm. Nhưng vào lúc này, ma vân bên trong, từng cái thân ảnh dần dần rõ ràng. Người dẫn đầu, không phải nhan minh tiết mà là huyết lục diêm. Tại huyết lục diêm bên cạnh, phá nguyệt thân ảnh vô cùng sắc bén. Chứng kiến trong ma vân huyết lục ma uyên, từ đằng phong thượng nhân tâm lập tức bụi hạ xuống, tầng một càng dày đặc mây đen bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Không phải quân đội bạn không có tới, địch nhân lại một cái không sót đến đầy đủ đủ. Không có việc gì, huyết lộc ma uyên đều đến, u phạn thiên khư nhất định sẽ tới. Băng Phượng nói, Vân Triệt một mực mím môi, một chữ cũng không có nói, mang theo vài phần ngây ngô trên mặt. Lộ ra một cổ kiên nghị cùng bình tĩnh. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, hắc xác trùng bỏ lên càng ngày càng nhiều, sở hữu địch nhân cũng càng ngày càng gần. Giữa lúc hy vọng bị từng điểm từng điểm tiêu diệt thời điểm, rốt cục. Chân trời lại xuất hiện một hồi cuồn cuộn ma vân. Lần này, thật sự là U Phạn Thiên Khư người đến nhưng chứng kiến U Phạn Thiên Khư người thời điểm tử đằng phong thượng nhân không khỏi căng thẳng trong lòng. Trên người bọn họ vết thương trồng chất so với bất kỳ một thế lực nào đều muốn chật vật được nhiều. Cái này, chấm chấm, bọn hắn tại sao có thể như vậy? Phù tang chừng lớn hai mắt, bọn hắn vẫn luôn đứng ở nha đầu bên này, nhất định là bị nhằm vào. Băng Phượng than nhẹ một tiếng, xem đêm khuya phúc lợi phim, mời quan tâm vi tín công chúng hào, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm võng o canh 2272, thức tỉnh hay không hoảng hốt, tới liền tốt, cuối cùng cũng chúng ta không phải quá cô đơn. Huyền tịch an ủi một câu, một trong chớp mắt, thiên tộc đệ tử dẫn đầu đến từ đằng phong trước mặt. Phong ngật đầu lĩnh, hắn trên trán một mảnh lạnh lùng. Thần ma huyết mạch thiên đạo không tha, nghiệp chướng lâm thế, người người phải trừ diệt các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói a. À. phòng Phong ngật chứng kiến huyền tịch thời điểm, chân mày không khỏi nhíu lên tới. Huyền tịch trở về huyền tịch lắc đầu hắn đau lòng nhức óc nói phụ thân lục giới tồn vong nhất cử ở chỗ này xin ngài không cần giúp người xấu làm điều ác người mới là giúp người xấu làm điều ác thần ma huyết mạch đưa tới tai nạn người trong thiên hạ rõ như ban ngày ngươi cần gì phải ngu xuẩn mất khôn phong ngật nói đem thiên hạ mọi người thấy không rõ chân tướng thời điểm ta tin tưởng vững chắc tự lựa chọn huyền tịch nói vậy thì tốt vậy ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân Phong Ngật vừa dứt lời, hắn quơ lên trường kiếm hướng phía Huyền Tịch đâm tới. Ngài là cha ta, sinh ta nuôi ta, ta vốn không nên đối ngài động thủ, một kiếm này, ta chịu xuống, xem như là đối ngài hồi báo. Huyền Tịch nói xong, thật không có đi ngăn Phong Ngật công kích. Phong Ngật gặp cái này, cũng chưa vẫn giữ lại làm cái gì một điểm tình cảm, bay thẳng đến Huyền Tịch yếu hại đã đâm đi. Trường kiếm đã đưa đến trước mắt, mắt nhìn một chút lập tức phải đâm vào Huyền Tịch lồng ngực thời điểm, keng một tiếng, Phong Ngật trường kiếm bị ngăn huyền tịch ngẩn ra phòng ngật cũng không ngờ rằng giữa bọn hắn lại vẫn sẽ có người nhúng tay hai cha con đồng thời quay đầu nhìn về phía người đến chỉ thấy cửu thiên khuôn mặt túc lãnh trường kiếm trong tay ngăn ở huyền tịch trước mặt người phòng ngật nheo mắt lại đôi mắt bên trong hiện lên sát khí tất nhiên người ta đều không coi ngươi là nhi tử giết không tha ngươi cần gì phải ngu hiếu cửu thiên nói ta huyền tịch chân mày khẩn túc hắn quả thực thật không ngờ Phong ngật thật một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Là lục giới trọng yếu, cũng là ngươi ngu hiếu trọng yếu. Hôm nay nếu như không thủ được ai cũng muốn chơi xong. Nghe được cửu thiên lời nói, huyền tịch thần sắc lập tức kiên định. Người nói đối. Phòng ngật cười lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy cửu thiên nói, biết rõ ngươi theo chân bọn họ cảm tình tốt thế nhưng một mình ngươi muốn chống lại toàn bộ phượng tộc. Muốn chống lại toàn bộ thiên hạ sao? Cửu thiên cười lạnh còn chưa mở miệng, phía sau liền truyền đến một đạo mang theo vài phần cần ăn đòn thanh âm. Thiên tộc tộc trưởng, ngài lời nói này liền không đúng. Nhà của ta tiểu cửu nhi đại biểu toàn bộ phượng tộc lấy ở đâu chống lại nói đến. Phòng ngật xoay người, chỉ thấy phượng từ lộ ra lau một cái bất cần đời nụ cười, phía sau hắn, là cả phượng tộc đệ tử. Phòng ngật tìm một hồi, dĩ nhiên không có tìm được đại côn cái bóng. Người tại tìm ta đại côn sao? phượng từ cười khẽ hắn đã đem phượng tộc ném cho ta về phần hắn chính mình đại khái lúc này tại ngô đồng thụ thượng ngủ ngon phong ngật sững sờ nheo cặp mắt lại xem ra thiên tộc tộc trưởng ngươi tin tức không phải rất nhạy thông a à, cửu thiên cười nhạt như vậy ngươi phượng tộc là muốn toàn tộc trợ giúp những thứ này nghiệp chướng cùng khắp thiên hạ làm địch sao phong ngật nhíu mày nói đúng vậy a à, phượng từ vẻ mặt buông lỏng nói ngươi hết cách rồi, nhà của ta tiểu cửu nhi nói, cùng khắp thiên hạ làm địch sẽ rất chơi thật khá. Phượng từ hai tay mở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhân tiện còn hướng lấy cửu thiên ném cái mặt mày. Cửu thiên nguyết hắn một cái, phượng từ sang sảng cười ha hả. Tốt, hôm nay liền diệt ngươi phượng tộc nhất tộc, đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. chương 2273, tức tỉnh 3. Phong ngật hướng phía cửu thiên công đi lên, phượng từ trước một bước ngăn ở cửu thiên trước mặt. Đối phó người, ta đã đủ, ta làm phiền nhà của ta tiểu cửu nhi động thủ Nhận lấy cái chết, phong ngật cả giận nói. Yes sir, phượng từ cười đến không có tim không có phổi. Một trong chớp mắt, hai người liền đánh nhau, phía sau, thiên tộc cùng phượng tộc đệ tử cũng đúng chiến khởi tới. Đa tạ cửu thiên A-di, vần triệt thanh âm từ cửu thiên phía sau truyền đến. Sớm nên cho ta biết, đây cũng không phải là chính các ngươi sự tình." Cửu Thiên nói, khi nào chỗ nào, ta đều vĩnh viễn đứng ở các ngươi bên này. Phượng tộc gia nhập, làm cho cả tử đằng phong nhất thời nhẹ nhõm một chút. Ở nơi này một trong chớp mắt, Long tộc cùng Hoa tộc cũng đã chạy tới. Giữa lúc Băng Phượng bay lên, đang muốn ngăn cản thời điểm. Người một nhà, đừng động thủ a." Băng Phượng sững sờ, chỉ thấy Vũ Bạch trong nháy mắt bay đến từ đằng phong phía trên. Đứng ở tử đằng phong bên này, Băng Phượng sững sờ nhìn lấy Vũ Bạch lại kinh ngạc hồi quá mức xem hoa tộc chỉ thấy sung phong, dĩ nhiên là vọng thư, mà không phải hoa liên. Người cũng thế, ta cũng là tư mệnh ân nhân cứu mạng. Vọng thư cười ha hà. Băng Phượng nhìn lấy vốn cho là địch nhân, lập tức tất cả đều biến thành đồng đội, có chút không có cách nào khác thích ứng. Tại đây hắn đờ ra thời điểm, phía sau truyền đến một giọng nói. Chỉ hề nhất định muốn tỉnh lại, nàng còn thiếu nợ ta một lời giải thích. Băng Phượng chợt hồi quá mức chỉ thấy hồ tộc đầu lĩnh cũng không phải cảnh diệu mà là mộ kỳ. Nhưng vào lúc này kỳ lân tộc nhân cũng bay đến từ đằng phong bên cạnh đầu lĩnh là kinh lôi. Ta thiếu nàng một mạng. Kinh lôi bỗng nhiên dừng lại hắn lại nói hơn nữa ta tin tưởng nàng. Tại bên cạnh cùng Phượng từ đau khổ đối chiến phong ngật chứng kiến lục đại thị tộc bên trong năm cái cũng đứng tại từ đằng phong bên này hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lần này nguyên bản từ đằng phong hoàn cảnh xấu lập tức biến thành ưu thế. Điên, điên, các ngươi đều điên. Các ngươi sẽ không sợ Thiên đạo nghiêm phạt sao? Các ngươi liền không muốn khôi phục lục giới Thái Bình sao? Các ngươi đều bị bị ma quỷ ám ảnh sao? Phòng Ngật nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lấy tư thế không đúng, Khẩn Trương lui về phía sau rút lui, muốn phải rời đi nơi này. Hắn vừa mới thoát khỏi Phượng Từ vướng víu, đang muốn lui ra phía sau thời điểm, phía sau một đạo ma lực tấn công mạnh mà đến. Phòng Ngật tâm thần dùng mình, vô ý thức hồi quá mức ngăn. Ngươi Phong Ngật trừng lớn hai mắt, hắn cho rằng tập kích hắn là U Phạn Thiên Khư. Nhưng không nghĩ đánh lén hắn dĩ nhiên là phá nguyệt. Người cũng điên, không nói đến các ngươi cùng U Phạn Thiên Khư có thù là được. Chính là ta cùng chỉ hề cái kia tiểu tiện nhân cũng có thù. Phá nguyệt cười đến tả mỹ. Vậy ngươi còn, cho nên ta muốn tự tay giết nàng, đỡ phải nàng lại đi câu dẫn nhà của ta A Diêm. Phá nguyệt không nên nói bậy. Huyết lục Diêm vẻ mặt nghiêm túc đứng ở phá nguyệt phía sau. A à, ta không có nói, bậy A à, ta quả thật đáng ghét nàng, chán ghét đến trong xương. Nàng không có câu dẫn ta. Huyết Lục Diêm nói, A à, Diêm, ngươi không biết, cái kia tiểu tiện nhân câu dẫn kỹ thuật rất cao siêu, để ngươi một điểm phát hiện cũng không có, liền nói. Vậy ta lấy đạo sao? Không có, bởi vì có ta ở đây, sẽ không để cho nàng thực hiện được. Phá Nguyệt nói, hai người các ngươi xong chưa, trò chuyện đủ, các ngươi ngược lại là đánh A, à, đánh hắn A. À băng phượng ở sau người hô một tiếng hắn theo phía trước cùng phá nguyệt cùng huyết lục diêm ba người đem phong ngật bao vây lại các ngươi những người này quả thực điên canh hai nghìn hai trăm bảy mươi bốn thức tỉnh bốn phong ngật trao mày hai mắt thông hồng trên trán nổi gân xanh nhân sinh đắc ý dâu tận điên phá nguyệt cười ha hả đánh hắn băng phượng thúc giục tiền bối ngươi rất bạo lực phá nguyệt không nhanh không chậm đánh hắn băng phượng mắt thấy phong ngật chạy mau xuống con mắt đều muốn chừng ra ngoài Tiền bối, người rất nóng ruột." Phá Nguyệt điểm mũi chân một cái bay lên, ngăn lại Phong Ngật. "Đánh hắn." Băng Phượng vừa dứt lời, hắn trực tiếp nhào lên. "Băng Phượng, một đạo pháp lực núi phụ ngật phía sau đánh lên đi." Phong Ngật bị hai người giáp công ngăn lại, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đánh trúng phía sau. "Phốc!" Phong Ngật phun ra một ngụm máu tới. Ngay sau đó, Phá Nguyệt một đạo pháp lực từ phía trước trực tiếp công kích Phong Ngật phóc phong ngật lại là một cái không chuẩn bị trực tiếp bị đánh chúng phun ra một ngụm máu tới đánh hắn tiếp tục đánh hắn liền đánh hắn băng phượng hô xong sau đó lại là một đạo pháp lực đánh tới các ngươi khinh người quá đáng chờ cho ta phong ngật nhíu chặt lông mày tức giận đến giận sôi lên còn chờ cái gì ngay bây giờ đi phá nguyệt nói xong lại là một đạo pháp lực đánh tới ai biết còn chưa đụng tới phong ngật hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng hóa thành một đoàn hắc vụ muốn chạy phá nguyệt cùng băng phượng mau đuổi theo nhưng cái kia một đoàn hắc vụ bay thẳng đến mặt đất hắc xác trùng bên trong chui vào một cái nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vô số hắc xác trùng phía trên phá nguyệt cùng băng phượng hai người đang làm trừng mắt tiền bối không liên quan chuyện ta người đánh hắn đến mấy lần cũng không đánh chết người ăn chưa no cơm mới khiến cho hắn chạy phá nguyệt vừa dứt lời trực tiếp xoay người bay đi hướng phía huyết lục diêm vị trí chỗ ở bay qua nhưng vào lúc này, xa xa U Phạn Thiên Khư cũng bay đến từ đằng phong bên trên. Chứng kiến phong ngật chạy trốn, còn lại thiên tộc đệ tử lựa chọn quy hàng từ đằng phong. Lúc này, thần ma hai giới sở hữu thực lực tất cả đều tụ tập đầy đủ hết. Đa tạ chư vị tín nhiệm cùng trợ giúp, vân triệt hướng phía tất cả mọi người thi lễ một cái. Đêm qua, hắn một mình cho tất cả mọi người chuyển hạc giấy xin giúp đỡ. Cái này cách làm rất nguy hiểm, nếu là không có người tin tưởng hắn, như vậy hắn chính là bại lộ chính mình, đưa tới địch nhân. Nhưng nếu có người nguyện ý tin tưởng hắn, bọn hắn là hơn một cái minh hiểu. Hoa niên bây giờ lấy thúng úp voi, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, căn bản là không thủ được cái này từ đằng phong. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều một phát, liền đỏ sức tất cả mọi người phán đoán cùng quyết định. Nhường hắn kinh ngạc đúng, bọn hắn lựa chọn tin tưởng hắn nhường hắn vui mừng đúng trước đây cha và mẹ các bằng hữu đều đã mỗi người xưng bá một phương nếu như bọn hắn tỉnh lại có thể thấy như vậy một màn bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng nhưng vào lúc này lại là nhất đại sóng hắc xác trùng hướng phía từ đằng phong công tới hắc xác trùng số lượng thật sự là quá nhiều tiêu diệt một lớp còn có một sóng vĩnh viễn rậm rạp vĩnh viễn không biết đau đớn hướng cho dù có nhiều như vậy minh hữu từ đằng phong thượng nhân số lượng như trước còn kém rất rất xa dưới đỉnh hắc sát trùng số lượng. Tại hắc sát trùng trải rộng lục giới thời khắc, sở hữu thế lực lớn bộ phận lực lượng đều ở lại từng cái môn phái coi chừng ai cũng không dám xem thường. Đây là một cuộc ác chiến, song phương rằng co, hắc sát trùng lên không nổi cũng giết không hết, thời gian từng điểm từng điểm đi qua, toàn bộ tử đằng phong xung quanh mùi máu tươi không ngừng trở nên nồng đậm càng ngày càng nhiều người thụ thương, mà hắc xác trùng như trước không biết đau đớn đi tới. Chân trời mây đen không có tản ra, lo lắng cũng như trước bao phủ. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Trường 2275, thức tỉnh năm. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một đảo khủng bố rung động. Đại địa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ từ đằng xa hướng phía từ đằng phong phương hướng nứt ra. Ngay tại lúc đó, một đạo khí tức quỷ dị từ nứt ra chỗ không ngừng nhô ra. Khe hở càng lúc càng lớn, trong cái khe cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy một con thật lớn hắc xác trùng từ đại địa phía dưới chui ra ngoài. Nếu như nói, bây giờ dưới chân hắc xác trùng, một con lại nửa ngọn núi lớn như vậy, như vậy hiện tại đi ra một cái này thì có một cái sơn mạch lớn như vậy chó cùng rất dậu, đã định trước tử vong. Một đạo khàn khàn có nặng nề thanh âm từ phía dưới mặt đất truyền đến. Chỉ thấy một con kia hắc xác trùng bật người dậy, sau lưng nó dĩ nhiên mọc ra một đôi cánh. Không chỉ có như vậy, hắn hắc xác trùng chỉ có hai con tua vòi, mà hắn tổng cộng có 12 con. Càng khiến cho mọi người khiếp sợ đúng, con này hắc xác trùng, vậy mà biết nói chuyện. Lục giới nhất định diệt vong, các ngươi làm sao cần phải dãy dụa. Ngoan ngoãn bà hai người bọn họ con rùa đen giúp đầu dao ra đây đi. Cái kia hắc xác trùng cười ha hả, nó thật dài xúc tu hướng phía tử đằng phong thượng phất đi. Giống như là một cái thật dài roi ra một dạng, một roi muốn chém đứt một ngọn núi. Một kích này, nhường tử đằng phong thượng tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ai cũng có thể cảm giác được cái này lực lượng tuyệt đối không tầm thường, bất cứ người nào, đều không biện pháp đỡ được thế là tại vân triệt đầu lĩnh phía dưới cửu thiên vũ bạch vọng thư băng phượng bọn hắn cùng nhau hướng phía cái kia xúc tu ngăn cản đi qua oanh một tiếng mấy người bọn hắn trong nháy mắt bị cái này mạnh mẽ lực lượng dung ra nội thương bọn hắn lùi lại mấy bước khí huyết cuồn cuộn thần sắc có chút khó coi nhưng tốt xấu một kích này là đỡ được từ đằng phong không có bị hao tổn bọn hắn cũng không có ai thương vong thật sự có tài không nghĩ tới các ngươi lục giới những người này vẫn có thể có bản lãnh này nghe nói như thế từ đằng phong thượng nhân sắc mặt không một cái kinh ngạc bọn hắn cũng nghe được cái kia từ mấu chốt các ngươi lục giới chẳng lẽ chính như bọn hắn trước đó suy đoán như thế những thứ này vô căn cứ nhô ra hắc xác trùng cũng không đến từ lục giới chúng nó không có pháp lực lại có một thân cậy mạnh bọn hắn cứng rắn không gì sánh được bọn hắn không sợ hãi bất quá các ngươi chống đỡ bất quá hôm nay chịu chết đi cái kia hắc xác trùng nói xong, trong nháy mắt 12 cái cái xúc tu lập tức tất cả đều đánh xuống. Thấy như vậy, một màn tử đằng phong thượng nhân căng thẳng trong lòng, bọn hắn không nghĩ ngợi nhiều được, phân biệt đi ngăn cản cái kia 12 cái xúc tu. Rầm rầm rầm, 12 đạo tiếng vang cùng nhau truyền đến, cả vùng đều tại rung động. 12 cái xúc tu đều bị khó khăn lắm ngăn lại, hầu như tất cả mọi người thụ thương, nhưng cũng may tử đằng phong vô sự. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào hắc xác trùng cười lạnh một tiếng, tiếp tục dơ lên nó 12 cái xúc tu. 12 cái đồng thời đánh xuống, cả vùng đều tại rung động, trời u ám, sắc trời tối được làm người ta kinh ngạc, bừng tỉnh tận thế đã tới. Lần này, chỉ có 11 cái xúc tu bị đỡ được. Còn có một cái, đánh vào từ đằng thụ bên trên. Oanh một chút từ đằng thụ cành cây trong nháy mắt dạn nứt toàn bộ tử đằng phong rung động một cái, tràn ngập nguy cơ. Xúc tu cắt đứt từ đằng thụ chi, tiếp tục đi xuống đánh vị trí đúng lúc là thương lăng cùng chỉ hề nơi này địa phương. Vô số hoa tử đằng bị đánh tan, xúc tu toàn lực đánh hạ tới. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, diệt thế bỗng nhiên bay lên, ngăn ở cái kia một cái xúc tu phía trên. canh 2276, thức tỉnh 6 keng một tiếng, xúc tu bị đàn trở về. Một vòng này công kích kết thúc, chứng kiến phía sau tử đằng phong không có bị chém gãy, tất cả mọi người thở phào một cái. Bọn hắn còn tưởng rằng cái kia vừa chạm vào dâu xuống dưới cả tòa tử đằng phong cũng phải nát nứt. Ừm, hắc xác trùng phát sinh một tiếng nghi vấn. Nó thu hồi chính mình xúc tu, chứng kiến xúc tu thượng vết thương. Cứng rắn xúc tu, dĩ nhiên thiếu chút nữa đã bị chặt đứt. Lực lượng kia, không thể lại kéo, sở hữu hắc giáp sĩ nghe lệnh, toàn lực công kích không lưu dư lực. Cái kia hắc xác trùng ra lệnh một tiếng, hắn sở hữu hắc xác trùng lập tức cùng ăn thuốc kích thích một dạng, không quan tâm hướng phía tử đằng phong sông lên đi. Ngay tại lúc đó hắc xác trùng 12 cái xúc tu, tiếp tục vòng tiếp theo tiến công. Từ đằng phong bên trên, tất cả mọi người thụ thương, hoặc nhẹ, hoặc nặng. Lần này, bọn hắn sợ rằng rất khó lại ngăn cản. Lực lượng cách xa quá lớn, trong bọn hắn, tu vi cao nhất cũng chính là thần tôn cùng ma tôn. Còn này hắc xác trùng, ít nhất phải siêu việt thần tôn tu vi mới có thể đánh. Nhưng mà, siêu việt thần tôn tu vi người, chỉ tồn tại ở thiên ngoại thiên, bây giờ cả theo chân bọn họ đối địch tuyệt đối sẽ không đến giúp đỡ bọn hắn. Một trong chớp mắt, 12 cái xúc tu đã đánh tới trước mắt. Bây giờ tình thế đã không được phép bất luận kẻ nào lui ra phía sau, bọn hắn cắn răng, chuẩn bị ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Trường kiếm nhuốm máu, vạt áo, mỗi người thân hình đều mang theo vài phần chật vật chật vật ở ngoài, còn có mấy phần kiên trì. Con này hắc xác trùng xuất hiện, nhường tất cả mọi người bọn họ đều tin tưởng thiên ngoại thiên, hoa niên mới là chân chính nguy hại lục giới người. Bọn hắn đã không có đường lui hoặc là chết trận, hoặc là chờ chết. Càng là đập nồi dìm thuyền, càng là có thể làm cho người ta không chịu khuất phục. Nhưng vào lúc này, cái này 12 cái xúc tu trong nháy mắt đánh xuống thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đảo ánh sáng màu trắng, chợt tại từ đằng phong bên trong lóe sáng đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệt thế từ từ đằng phong bên trong bay lên. Diệt thế chi quang chiếu sáng cả chân trời, bạch quang sáng choang, mang đến quang minh, xua tan mây đen hạ âm mai. Diệt thế vừa ra khí thế trong nháy mắt bạo phát, nó thần tốc bay lộn lấy, hướng phía 12 ngày xúc tu công đi lên. Đinh đinh đinh, một trong chớp mắt diệt thế ngăn cản 12 xuống, 12 cái xúc tu trong nháy mắt bị bắn ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hôi bại lòng tin lập tức bị một lần nữa châm lửa đứng lên. Từ đằng thụ xuống, lau một cái bạch sắc thân ảnh đã đứng lên. Thường lăng đôi mắt bên trong, một mảnh băng bạch. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn lấy hoa tử đằng bụi rậm bên trong, như trước ngủ say chỉ hề hắn cổ tay chuyển một cái, một đạo bạch quang tại hắn đầu ngón tay nhún nhảy. Bạch quang cắt vào tầm hắn miệng tiếp theo một cái chớp mắt một viên băng lam sắc trái tim từ cắt miệng chỗ lấy ra. Thường lăng nhìn lấy cái này một viên băng lam sắc trong lòng. Trong đôi mắt tạo nên từng vòng sóng lớn, ta đưa nó trả lại cho người ta đã không cần. Thường lăng thoại âm rơi xuống, tay hắn vừa nhấc cái kia một trái tim, hướng phía chỉ hề vị trí chỗ ở bay qua. Bạch quang lóe lên, trái tim trực tiếp tiến vào chỉ hề nơi ngực. Thương lăng điểm mùi chân một cái, hướng phía tử đằng phong bên ngoài bay ra ngoài. Tử đằng phong phía dưới, nguyên bản ngủ say chỉ hề, lông mi nhúc nhích. Tử đằng phong phía trên, diệt thế đi một vòng, trở lại thương lăng trong tay. Bạch y, bạch kiếm, bạch nhãn. Thương lăng toàn thân khí thế chợt bạo phát, diệt thế chớp động lên nó nhất tia sáng chói mắt. Chứng kiến thương lăng trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kinh hỉ vừa sợ than. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chương 2277, thức tỉnh 7. Cuối cùng là tỉnh, quá tốt, Thương Lăng rốt cục tỉnh, may mắn không hề từ bỏ, may mắn kiên trì nói. Vì sao ta cảm thấy Thương Lăng khí thế thay đổi, dường như trở nên rất cường đại, cũng rất xa lạ, sẽ không có vấn đề gì a? À. Ngay tại phía dưới người lo lắng thời điểm, Phù Tang kinh hỉ kêu to lên. Thương Lăng trở về, trước đây Thiên Ngoại Thiên Tối Cường Chiến Thần chính là cái này dáng vẻ. Nghe được Phù Tang lời nói, trong lòng mọi người vừa nhảy, trước đây thiên ngoại thiên tối cường chiến thần. Nhưng vào lúc này, đối diện hắc sát trùng xúc tu đung đưa. Thường Lăng, ngươi thức tỉnh, không nghĩ tới các ngươi vẫn là trở về. Thường Lăng nói, ha ha ha, hắc sát trùng cười ha hả, cái này lục giới tốt đẹp như vậy, chúng ta làm sao chịu ly khai. Vậy thì đánh tới các ngươi có đi không có về? Thật sao? Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, chúng ta đều sẽ trở về xem ra, hoa niên cũng không phải sở hữu thông đạo đều mở ra. Đừng nóng vội, tổng hội toàn bộ trở về. Tới một người giết một người, từ người hắc giáp bắt đầu. Thương lăng vừa dứt lời, điểm mùi chân một cái, hướng phía hắc giáp bay qua. Công đi lên, đừng động thương lăng, trước hết giết người khác. Hắc giáp hạ từ mệnh lệnh. Nó vừa dứt lời, thương lăng cũng đã đánh tới trước mặt nó. 12 cái xúc tu trong nháy mắt hướng phía thương lăng phương hướng công đi lên. Thương lăng một cái xoay người xuyên toa tại 12 cái xúc tu ở giữa. Keng một tiếng, diệt thế vừa ra, xúc tu trong nháy mắt bị chém đứt. Một luồng băng khí theo nứt miệng bắt đầu xâm lấn hắc giáp. Ngay sau đó, lại là keng một tiếng, diệt thế lại chém đoạn một cái xúc tu. Diệt thế thế như trẻ tre, thương lăng khí thế cường thịnh. Một trong chớp mắt, 12 cái xúc tu, đoạn 6 cái. Hắc giáp nhất thời tức giận bạo phát, cho ta một chỗ vây công hắn nó mệnh lệnh vừa ra, phân nửa hắc xác trùng nhất thời đổi phương hướng, hướng phía tương lăng công tới. Từ đằng thụ xuống, chỉ hề lông mi khẽ run lên. Ở một tòa mở ảo trên ngọn núi, tại Vân Hải Chi Đỉnh, một gốc cây lông nguyệt cổ lan thụ xuống, có một cô thiếu nữ, dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Lông nguyệt cổ lan thụ bên trên, tinh tế nho nhỏ hồng nhạt hoa nhi tại gió mát hiu hiu thổi phía dưới, xoay tròn, chậm rãi rơi xuống. Có chút rơi xuống đất, có chút phiêu lạc đến thiếu nữ trên đầu vai. Tại tơ mây bên trong, gió mát phía dưới, cái kia cảnh trí xa hoa. Đứng ở ngọn núi ở ngoài, chỉ hề chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Phản phất vượt qua trăm ức năm tuế nguyệt, nàng nhìn thấy kiếp trước chính mình. Trong tay nàng, một viên lam sắc lòng đang chậm rãi bị biên chức Ở trước mặt nàng, có một cái rất lớn rổ, trong giỏ tồn tại 99 đoàn quang bó buộc, đó là nàng đi thu thập 99 loại tình cảm. Nàng một bên bệnh, vừa đem tình cảm dung nhập viên kia lam sắc trong lòng một trong chớp mắt nàng viên kia tâm liền bệnh hoàn thành. Rốt cục hoàn thành, thương lăng ca ca có nó, là có thể cảm nhận được tình cảm, là có thể yêu ta. Nàng lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ, không bằng, để cho ta thử trước một chút, kiểm tra một chút có hay không phạm sai lầm. Chỉ hề nói xong, nhắm hai mắt lại, đem pháp lực rót vào một trái tim bên trong. Nàng cảm thụ được vô số cảm tình, rối ren phức tạp, biến hóa đa dạng, rực rỡ màu sắc. Dần dần. Nàng chân mày nhíu lên đến, cuối cùng, nàng rút lui hồi pháp lực chân mày khẩn túc đứng lên. Bệnh, cuối cùng là bệnh, không phải thật. Nàng than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng, có chút khổ sở. Cành 2278, tức tình tám cái này một lòng, tình cảm gì đều có. Nhưng nó giống như là một cái tình cảm đồ chứa, không có chúng tâm, không giống như là một lòng, vô pháp ngưng tụ. Nguyên lai, like, cái gì đều được tạo, thần thể có thể đúc lại, thiên địa có thể sáng lập, duy chỉ có tâm không thể, giả cuối cùng là giả nàng lại là khẽ than thở một tiếng, nguyên tưởng rằng đại công cáo thành, nguyên lai like là không duyên cớ bận việc một trận. Thật là ta không muốn buông tha, giả không được vậy chỉ dùng thật đi. Chỉ hề thoại âm rơi xuống, nàng đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo pháp lực màu xanh lam. Pháp lực cắt vào nàng lòng ngực, nàng đem chính mình tâm lấy ra. Nhìn lấy viên kia nhảy lên, tiên hoạt thật tình, chỉ hề xinh đẹp đôi mắt nháy một chút. Thương lăng, ta dùng một khỏa chân tâm, đổi cho người yêu ta một đời, có được hay không? chỉ hề thoại âm rơi xuống nàng đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo pháp lực màu xanh lam pháp lực như một thanh lưỡi dao trực tiếp cắt đến lòng ngực phía trên a à, chỉ hề nhất thời sắc mặt ảm đạm trao mày lớn chừng hạt đậu mồ hôi thấp xuống tiếp theo một cái chớp mắt nàng bỗng nhiên tất cả quang mang lóe lên một lòng bị cắt thành hai bên nàng đem bên trong phân nửa thả hồi chính mình nơi ngực mất đi phân nửa tâm chỉ hề sắc mặt trắng bệch môi không có một tia huyết sắc nàng nhịn đau, đem mặt khác một tâm, dung nhập nàng bệnh viên kia trong lòng. Làm quang lóe lên, nửa viên tâm, dung hợp hoàn thành, chậm rãi rơi ở trước mặt nàng. Chỉ hề tự tay đưa nó tiếp nhận. Bên khóe miệng lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hai mắt một phen, đau đến ngất đi. Giữa không chung, chỉ hề thấy như vậy một màn. Chứng kiến 10 tỷ năm trước chính mình, không khỏi than nhẹ. Nàng tự tay nhẹ nhàng che chính mình lòng ngực. Chắc không được, thương lăng tình cảm bị diệt thế khắc chế thời điểm, nàng tâm cũng sẽ theo quặn đau. Bởi vì thương lăng viên kia tâm là dùng nàng nửa viên tâm làm thành. Chúng nó vốn chính là một lòng, phân nửa đau nhức, một nửa kia tự nhiên cũng sẽ đau nhức. Chứng kiến kiếp trước chính mình, chỉ hề than nhẹ, nguyên lai like, nàng từng như thế có yêu yêu đến có thể dứt bỏ chính mình nửa viên tâm. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, chỉ hề nhìn chính mình bị thương lăng cự tuyệt, nhìn chính mình nản lòng thoái chí, nhìn chính mình thương tâm gần chết gả vào dị tộc trước một buổi tối, nàng ngồi sổm lông nguyệt cổ lan thụ xuống, ôm đầu gối mình đắp khóc giống. Chân trời, ánh trăng chiếu rượu hạ xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Ở trên người nàng rơi xuống tầng một xanh nhạt. Trước mặt nàng, một cái kia cái hộp tinh xảo bên trong, nằm chính mình mặt khác nửa viên tâm. Nàng cho rằng, chỉ cần thương lăng tiếp thu, là có thể cảm thụ được nàng yêu, là có thể thích nàng. Thật là hắn không có tiếp thu. Dưới ánh trăng, nàng cô đơn thân ảnh, co rúc ở dưới cây, nhớ lại lên từ trước thời gian. Từ nàng Giáng sinh bắt đầu, Thương Lăng vẫn xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Thương Lăng là trời sinh chiến thần, khi còn bé cha nàng, tiền nhậm tôn chủ một mực đều cực lực bồi dưỡng hắn. Cha nàng nắm giữ thiên đảo, hắn dự đoán được lục giới sẽ có một trận đại nạn, cho nên, hắn tại bồi dưỡng Thương Lăng thời điểm, cho tới bây giờ đều tận hết sức lực chỉ hề mỗi ngày đều có thể chứng kiến phụ thân dạy bảo thương lăng, mỗi ngày đều có thể chứng kiến hắn hoàn thành đủ loại nghiêm khắc nhiệm vụ. Lần lượt thụ thương, lần lượt nhịn đau, lại chưa từng có buông tha cho. Có một lần, phụ thân ra ngoài thời điểm thương lăng một mình tu luyện. Chỉ hề len lén đi tới bên cạnh hắn, cho hắn chuyển một viên kẹo. Lúc kia, nàng mới 5 tuổi, vóc dáng rất thấp, chỉ tới thương lăng miệng ngực. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chương 2279, tức tỉnh 9. Cha ta đối ngươi tốt hung, chỉ hề nháy nháy mắt, nghiêm sư xuất cao đồ. thường lăng không có tiếp nhận nàng kẹo. thật là ngươi không mệt mỏi sao? Lục giới sẽ gặp nạn, thật là vậy cũng không thể giống như phương tiện một dạng a, ngươi tổng hội khổ sở, ngươi tổng hội phiền chán a. Ta sẽ không khổ sở cũng sẽ không phiền chán. Vì sao? Bởi vì ta không có tâm, ta không cảm giác được. Ngươi vì sao không có tâm? bởi vì ta không cần, sinh ra chính là vì ngăn cản tai nạn, bảo hộ lục giới. Vậy sau này cha phạt ta thời điểm, ta ngăn cản có được hay không a? À? Ta cũng là lục giới một bộ phận nha. Được, chỉ hề hai tròng mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ. Mặt mày cong cong, khi còn bé hình tượng, một đoạn tiếp lấy một đoạn hiện lên. Phụ thân sinh hai đứa bé, Ca Ca Hoa Niên cần tuân phụ thân dạy bảo, nỗ lực tu luyện, nỗ lực trưởng thành, nỗ lực trở thành tốt nhất người nối nghiệp lục giới không cần nàng bảo hộ, bởi vì thương lăng, thiên ngoại thiên không cần nàng kế thừa, bởi vì có hoa niên. Cho nên, nàng sống được bừa bãi lại hào hiệp lớn mật lại tùy hứng. Tại phụ thân cưng chiều phía dưới, lại suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự, chung quanh gây hỏa. Một khắc cũng chưa từng dừng lại nghỉ qua. Cũng bởi vì khi còn bé một cái cam kết vô luận nàng chọc nhiều ít họa thương lăng thật mỗi lần đều thay nàng bị. Thời gian như nước chảy, vội vã mà qua, mãi cho đến chỉ hề dần dần lớn lên mối tình đầu, có thiếu nữ tâm sự. Nàng bắt đầu hiểu được thông cảm phụ thân khổ tâm, hiểu được khen ca ca nỗ lực cũng bắt đầu hiểu được không nỡ một mực chỉ biết trả giá, xưa nay không hiểu được ích kỷ thương lăng. Mênh mông chân trời phía dưới thương lăng toàn thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, không ngừng tu luyện. Chỉ hề lười biếng nằm ở bên cạnh trên cây, nhìn lấy thương lăng, nói chuyện với hắn. Người không có tâm, sẽ không khổ sở, cũng sẽ không vui vẻ, rất nhiều thứ ngươi cũng không cảm giác được a à ta không cần cảm thụ ta chỉ yêu cầu thực hiện ta chức trách thật là ta không muốn ngươi mãi mãi cũng qua loại cuộc sống này không có gì không tốt ngươi bảo hộ ta nhiều năm như vậy ta cũng vì ngươi làm chút chuyện có được hay không không cần thật là ta muốn làm a à, vì sao bởi vì ta thích ngươi a à. quơ trường kiếm thương lăng thân hình nhất thời cứng đờ nguyên bản nhịp điệu cùng chiêu thức tất cả đều bị đánh loạn bình sinh lần đầu tiên thương lăng loạn đầu trận tuyến ngươi không nên nói bậy ta không có nói quảng ta là thật thích ngươi ta sẽ không thích ngươi ta biết a à, bởi vì ngươi không có tâm nha thương lăng không nói gì hắn thu hồi kiếm xoay người đi hồi phòng mình bên trong uy ta làm cho ngươi một cái có được hay không phanh một tiếng cửa phòng bị đóng lại thương lăng không thấy thân ảnh chỉ hề còn ghé vào trên cây chỉ hề bĩu môi nàng nói không tốt cũng phải tốt ta chính là muốn làm ngược lại ngươi phải yêu thích ta dứt lời chỉ hề một cái xoay người bay đi chuyện cũ một màn ở trước mắt hiện lên, bất chi bất giác ở giữa, lông nguyệt cổ lan thụ hạ chỉ hề, đã lệ rơi đầy mặt. Ngay từ đầu, nàng chỉ là ưa thích, ưa thích lâu, dần dần biến thành yêu. Thích lâu dài đi cùng, thích bất kể hồi báo trả giá, thích cái kia không sẽ yêu thương lăng. Vận mệnh có đôi khi luôn là công bằng, nó cho qua ngươi vui sướng, nó sẽ phải bị ngươi thống khổ. Khi còn bé, nàng không có tim không có phổi, không kiêng nể gì cả khi dễ thương lăng. Sau khi lớn lên, sở hữu ở trên người hắn chiếm qua tiện nghi. Tất cả đều hóa thành nước mắt cùng thống khổ trả lại hắn. Canh 2280, thức tỉnh 10 ngày mai, nàng sẽ phải rời khỏi, liền muốn gả đi dị tộc. Nàng đã không có đường quay về, Thương Lăng không chịu tiếp thu nàng tâm, không chịu theo nàng xa chạy cao bay. Nàng tuyệt vọng, nàng thống khổ, nàng khổ sở, nàng khóc giống thật lâu. Có thể cuối cùng, nàng vẫn là không có chịu đem cái kiên nửa viên tâm thu hồi lại chỉ hề biến mất trong mắt nước mắt nàng đem cái kia nửa viên tâm nâng lên tới tại lúc đêm khuya vắng người sau khi tại bốn bề vắng lặng thời điểm nàng lén lút cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đặt ở thương lăng gian nhà phía trước cái kia dưới một thân cây cho dù ngươi không muốn ta hay là muốn cho ngươi đây là một lần cuối cùng ta không có cơ hội ta chấm chấm buông tha cái này nửa viên tâm coi như là ngươi nhiều năm như vậy đối ta che chở hoàn lại vô luận ngươi có muốn hay không từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai vĩnh biệt ngươi thủ hộ lục giới ta lấy chồng ở xa dị tộc từ nay về sau vĩnh viễn chỉ hề nói xong thời điểm nước mắt đã ướt nhẹp cả khuôn mặt nàng hít sâu một hơi mang theo lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hết hy vọng đầu cũng không quay lại bay đi một cái thật dài lụa đỏ phiêu động đứng lên tại u ám trong hư không không ngừng lay động tám người khiêng kiệu ở trên hư không bên trong theo lấy lụa đỏ bay lượn không ngừng hướng phía dị tộc phương hướng xuất phát. Hồng sắc khăn voan phía dưới, chỉ hề nước mắt theo lấy gió lạnh thổi phất đã khô cạn. Cỗ kiệu chậm rãi dừng lại, phía trước là dị tộc tướng quân, hắc giáp thống lĩnh hắc giáp binh. Cùng ngành lục giới phổ thiên con gái. Đi thôi. Chuyện cũ một màn tái hiện, chỉ hề chứng kiến từ trước chính mình, chứng kiến từ trước tất cả. Chứng kiến dị tộc lật lọng, chứng kiến cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến chứng kiến tương lăng quả nhiên như cùng hắn hứa hẹn như thế, dẫn theo người sau lưng bảo hộ lục giới tận cùng với chính mình trách nhiệm. nàng nhìn thấy chính mình quyết tuyệt huy động lên trong tay thần mộng linh trưởng chứng kiến chính mình liều lĩnh dùng hết pháp lực phong ấn dị tộc cửa vào. phong ấn trước đó nàng đem chính mình thần mộng linh trưởng phân giải, phần nửa ngọc bích phần nửa pháp trưởng, nàng đem cuối cùng tâm sự phong ấn tại ngọc bích bên trong. Cho dù nàng không có về sau, nàng vẫn hy vọng trong tương lai một ngày nào đó còn có thể có người biết nàng đã từng có yêu. Đứng ở ung dung thời gian bên trong, chỉ hề chứng kiến tất cả mọi thứ. Nàng nhớ lại sở hữu qua lại, ấm áp nước mắt không ngừng từ trên mặt hắn hoa rơi xuống. Thường lang, chỉ hề bưng chính mình lòng ngực nàng có thể cảm thụ được nàng viên kia tâm hoàn chỉnh. Chính là viên kia tâm hoàn chỉnh mới khiến cho nàng triệt đề thức tình. Người cuối cùng vẫn là đem nó trả lại cho ta ngươi vẫn là ngươi ta phảng phất chỉ là làm một trận không nguyện ý tỉnh lại mộng đẹp ta cuối cùng vẫn là mất đi ngươi khắp trời hoa tử đằng bay lượn bụi hoa bên trong chỉ hề hai mắt nhắm chặt lấy trên mặt đã là tràn đầy nước mắt nàng đã thức tỉnh lại chưa thức tỉnh nàng vẫn còn ở chính mình qua lại cùng trong mộng cảnh đi không ra tới từ đằng phong bầu trời ánh sáng màu trắng liên tục chớp động lên mỗi một kiếm đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng Hắc giáp thủ hạ hắc xác trùng không ngừng vây công thương lăng, nhưng mà, nhưng không có một con có thể ngăn trở hắn. Diệt thế một kiếm, hắc xác vỡ vụn một mảnh. Hắc giáp 12 cây xúc tu, chỉ còn lại có ba cái. Hắc giáp đã bị giết hồng mắt, hắn giống giận còn không ra, là chờ lấy bị phản công lật bàn sao? Nó vừa dứt lời, giữa không trung, bỗng nhiên một hồi sấm chớp rền vang, thiên kiếp đáp xuống. Đánh giá điểm 9 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con tơ. chương 2281 lục giới đổ một. Chứng kiến Thiên Kiếp lục giới chi nhân toàn bộ đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Đây chính là Thiên Kiếp a, nói đến là đến, cái kia đại biểu cái này cái gì? Thiên đạo liền vì Thiên Ngoại Thiên Tôn chủ nắm trong tay, hôm nay Thiên Kiếp thật không ngờ đơn giản rớt xuống ở cái địa phương này. Đây chẳng phải là có nghĩa là Hoa Niên là muốn Quang Minh Chính đại đứng ở Hắc Giáp bên này. Bởi vậy, trận chiến tranh ngày trở nên không gì sánh được gian nan nguyên bản thương lăng thức tỉnh kéo lục giới tại trận chiến tranh ngày thượng tiến độ lệnh nguyên bản rơi vào hoàn cảnh xấu lục giới tại cực trong thời gian ngắn một lần nữa tìm về ưu thế luận tu vi lục giới chi nhân là không sợ những thứ này hắc xác trùng quân đội nhưng bọn hắn nhưng không sánh được hắc giáp thương lăng sau khi giác tỉnh cưỡng chế hắc giáp đem lục giới ưu thế mang tới một cái rất thật cao độ nhưng bây giờ hoa niên phản bội cùng đối địch làm cho cả lục giới nhất thời bịt kín tầng một mây đen một trong chớp mắt chân trời kiếp vân đã hoàn toàn tụ tập lại đem nguyên bản bị bạch quang dọi sáng cái này một khoảng trời một lần nữa kéo vào lo lắng bên trong quanh một tiếng vang thật lớn đạo thiên kiếp thứ nhất giáng xuống tránh tránh nện ở thương lăng trên người cùng lúc đó hắc giáp thừa dịp cơ hội này khẩn trương điều động lực lượng toàn thân nó lợi dụng cánh bay lên một cái xoay người mọc đầy gai ngược phần đuôi hướng phía thương lăng tấn công mạnh đi lên Thấy như vậy một màn, phía sau lục giới chi nhân hô hấp đều đi theo đình trệ. Một bên là thiên kiếp, một bên là hắc giáp, coi như có thể đón lấy bên trong một cái, cũng tuyệt đối phải bị một cái khác gây thương tích a. Giữa lúc rất nhiều người trở nên căng thẳng thời điểm, thương lăng không tránh không né, mặc cho thiên kiếp rơi vào trên người hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thương lăng ngạnh sinh sinh kế tiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc giáp phần đuôi đã đánh tới trước mặt hắn chỉ thấy hắn hồi quá thân diệt thế vung lên bay thẳng đến hắc giáp phần đuôi chém tới kết một tiếng vật cứng chạm vào nhau cứng đối cứng thanh âm truyền đến cái này một giọng nói nhường còn lại người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên nhưng vào lúc này diệt thế bạch quang lóe lên trực tiếp xuyên qua hắc giáp cứng rắn sát ngoài chém vào nó phần đuôi bên trong a à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang phá thiên tế chỉ thấy diệt thế ngạnh sinh sinh chặt đứt hắc giáp phần đuôi đưa nó phân hai đoạn đứt đuôi bay lên, huyết dịch tàn mát còn lại người cách lấy không khí cũng có thể cảm thụ được loại kia tê tâm liệt phế đau. Hắc giáp phần đuôi bị chém đứt nó không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Dựa vào một đôi cánh mới đứng vững được. Lúc này, tại nó đối diện thương lăng như trước sừng sững ở nơi đó, phảng phất không có động tới đồng dạng. Thiên kiếp rơi xuống, đập ở trên người hắn, hắn lại như là người không việc gì một dạng. Ngay cả tay áo cũng không có bị phách đoạn một góc hắn thân thể cao ngất khí thế cường thịnh chiến thần khí tức tự nhiên mà thành một kẻ làm quan cảm giác nói chung chính là như vậy thiên thương lăng đây là muốn nghịch thiên a à. thiên kiếp đều không biện pháp làm sao hắn hắn đến là thân phận gì a à? hắn hẳn không phải là người của thiên tộc a à? một trận chiến này phải dựa vào hắn hắn có thể muôn ngàn lần không thể ngã xuống a à. lục giới chi nhân nhìn lấy giữa không trung thương lăng lòng tin lập tức lại nhắc tới bên cạnh hắc xác trùng đã từ rậm rạp bắt đầu dần dần thưa thớt. Chúng nó số lượng cuối cùng không có tăng thêm nữa. Nói cách khác tiến vào lục giới hắc giáp đại quân đã toàn bộ đến. Lục giới lật bàn cơ hội cũng rốt cuộc phải tới. Rốt cuộc chứng kiến thắng lợi dạng đông, lục giới chi nhân, không một cái nhắc tới sĩ khí, càng giết càng hăng. Cành 2282, lục giới đổ hai người liền điểm ấy khí lực sao? Là không có có ăn cơm không? người muốn là giấu giếm, đến lúc đó đánh thua, người cũng đừng hối hận. Hắc giáp hướng phía chân trời giống giận, nó đứt đuôi mong, tức giận đến nôn nóng không thôi. Nhưng vào lúc này, hoa niên không nhúc nhích thương lăng động trước. Thương lăng khẽ động, chân trời tiếp bân theo đáp xuống. Dầm rầm dầm, liên tiếp ba đạo trong nháy mắt đánh vào thương lăng trên người, uy lực so với trước kia cũng muốn càng lớn mạnh một chút. Nhưng mà, thương lăng không chút nào mặc kệ phía sau thiên kiếp trực tiếp hướng phía hắc giáp công đi lên. Lúc này, Thiên Kiếp lại lần nữa đáp xuống, lần này là ngăn ở thương lăng phía trước, trợ giúp Hắc Giáp né ra. Nhưng mà, may là phía trước Thiên Kiếp cuồn cuộn, thương lăng vẫn không có đình chỉ. Hắc Giáp mắt thấy thương lăng xuyên qua Thiên Kiếp bay thẳng đến hắn công tới, hắn chừng lớn hai mắt cánh khẽ vỗ, khẩn trương bay lên. Hắc Giáp cánh rất lớn, bay cũng rất nhanh, còn có Thiên Kiếp ngăn cản, thương lăng cùng Hắc Giáp khoảng cách lập tức kéo ra. Chứng kiến thương lăng cách hắn xa, Hắc Giáp âm thầm thở phào một cái mười tỷ năm trước cái kia một trận đại chiến hắn cùng hắn hắc giáp binh không phải sông lên phía trước nhất binh sĩ tiên phong mà là hộ tống phổ thiên con gái kiệu hoa bộ đội cho nên lúc đó khai chiến thời điểm hắn cũng không có trực tiếp tham dự hắn chỉ biết là trước đây thương lăng rất đáng sợ hắn nơi này địa phương dị tộc chỉ có thi thể nhưng bây giờ chính diện với hắn giao phong thời điểm hắn mới cảm nhận được loại đáng sợ này đến tới trình độ nào. Nếu như hắn nhớ không lầm, 10 tỷ năm trước cái kia một trận đại chiến phía sau. Thường lăng đã bị hoa niên cho đánh lén, hắn chân thân đã bị hoa niên cho hủy. Thường lăng ngủ say 10 tỷ năm, mà cái này 10 tỷ năm bên trong, hắn mỗi một ngày đều tại chuẩn bị lấy lần này phản công. Tại tình huống như vậy phía dưới, hắn tại thương lăng trước mặt như trước không có sức đánh trả, có thể thấy được khủng bố. Nếu là không có hoa niên tương trở, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã bị giết. Hắc giáp âm thầm may mắn, Khẩn Trương hướng hồi rút lui, chốc lát cũng không dám dây dưa. Giữa lúc hắn lập tức phải càng bay càng xa thời điểm, Thương Lăng giơ tay lên bên trong diệt thế. Hắn dùng lực đem diệt thế hướng phía phía trước ném một cái. Diệt thế thân thể trực tiếp xuyên thấu giữa không trung thiên kiếp, lấy tuyệt đối tốc độ hướng phía hắc giáp châm cứu mà đi. Nghe được phía sau gió bị đâm xuyên thanh âm, hắc giáp tâm thần dùng mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn cái nhìn này hắn sợ đến tâm đều muốn nhảy ra trong mắt đều muốn chừng ra ngoài diệt thế đã đến phía sau hắn tiếp theo một cái chớp mắt xì một tiếng diệt thế trực tiếp đâm thủng hắn lưng mũi kiếm từ hắn trước ngực miệng địa phương xuyên thấu đi ra tản ra ánh sáng màu trắng thế không thể đỡ một cái chớp mắt này màu hắc giáp một điểm phản ứng cũng không kịp làm hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị diệt thế đâm thủng thân thể đau nhức đột kích hắc giáp trước mắt dần dần mơ hồ trong mơ hồ hắn chứng kiến thương lăng một màn kia bạch sắc thân ảnh vượt qua thiên kiếp mà đến chỉ thấy thương lăng đứng ở nơi đó hắn giơ tay lên diệt thế trực tiếp xuyên qua thân thể hắn nhiễu một vòng trở lại thương lăng trong tay cả người bị đâm xuyên lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ở hắc giáp bên trên huyết dịch không khô hạ xuống ngay sau đó hắc giáp trên người cái kia lỗ thủng thượng bạch quang lập tức hóa thành băng phiến băng phiến lan tràn nhanh chóng đưa hắn thân thể toàn bộ ngưng kết tiếp theo một cái chớp mắt, phanh một thanh âm vang lên, hắc giáp thân thể theo lấy bốn phía lớp băng một chỗ, bị vỡ vụn ra. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Trường 2283, lục giới đổ ba. Mở nhạt hình tượng trong nháy mắt đoạn, hắc giáp cuối cùng nhìn thấy, là thương lăng cái kia lù lù không động bạch sắc thân thể. Như nhau 10 tỷ năm trước, tay cầm trường kiếm, không ai cản nổi cái kia thiếu niên áo trắng. Hắc giáp chết, hắn vừa chết, sở hữu hắc xác trùng mất đi trung tâm. Nguyên bản nghiêm mật hắc giáp quân đội, lập tức trở nên hoang mang lo sợ, hoảng loạn không thôi. Cái này hoảng hốt loạn, lục giới chi nhân giết được càng là nhanh chóng. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới ta trăm phương nghìn cái cản trở, ngươi đúng là vẫn còn thức tình. So với 10 tỷ năm trước, ngươi không có giảm bớt chút nào, như trước cường thế như vậy chỉ là đáng tiếc tại cường thế, người vĩnh viễn cũng đều chỉ là một cái phương tiện. Vì lục giới ngăn cản tai nạn phương tiện mà thôi. Vô tình vô tình, không có dục vọng, không có tự mình, ngươi cái gì cũng không có. Dạng này ngươi, còn sống còn có ý nghĩa gì? Hoa niên thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Chỉ thấy giữa không trung kim quang lóe lên hoa niên thân ảnh xuất hiện ở trên thiên kiếp. Chỉ thấy hắn một thân kim sắc áo choàng kim quang lập lòe chỉ là lần này, hoa niên vẫn chưa lại dùng áo choàng cùng khăn quàng cổ ngăn trở chính mình khuôn mặt. Hắn mặt lộ đi ra, trơn bóng làn da, cùng chỉ hề tồn tại ba phần tương tự khuôn mặt tuấn giật mà thanh tú. Hoặc là ngươi đi tìm chết, hoặc là ngươi theo ta một chỗ, một lần nữa khai sáng một mảnh thiên địa. Hoa niên giang hai tay ra, giống như là tại ôm toàn bộ lục giới đồng dạng. Không có hứng thú, ha ha ha, hoa niên cười ha hả, người sẽ không phải, vẫn còn ở thờ phụng cái gọi là trách nhiệm a. À. Trước đây ta giống như ngươi, vì lục giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tu luyện, mỗi đêm ngày, dụng hết toàn lực. Thật là ta cuối cùng được cái gì? Chê cười, chỉ là một trận thương hại chê cười. Thiên đạo lựa chọn ta cái kia tùy hứng làm bậy, nghịch ngợm gây sự, vì tư lợi chưa bao giờ làm ra qua một điểm nỗ lực muội muội. Lúc kia ta liền biết, muốn nhất định phải phải dựa vào chính mình. Thường lăng nghe Hoa Niên lời nói, nét mặt cũng không có bất kỳ biểu tình xem ở ngươi giống như ta bị lợi dụng cùng lừa dối qua ta cho ngươi một cơ hội, người ta liên thủ, như thế nào? Tay ngươi rất dơ, thường lăng nói, hoa niên chân mày lập tức nhíu lại, thần sắc biến đổi, dính vào vài phần ngoan lệ. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Hôm nay, lại là ngươi từ kỳ. Hoa niên thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn vô số kim quang chợt lập lòe đứng lên. Một cổ cường đại uy áp từ thân thể hắn bốn phía bộc phát ra ngay sau đó hoa niên hướng phía thương lăng công tới trong tay hắn phảng phất có một thanh vô hình kiếm kim quang lập lòe đâm thủng tất cả keng một tiếng thương lăng tay cầm diệt thế cùng hoa niên kích chiến cùng thiên đạo dung hợp hoàn tất hoa niên có thể tùy tâm sử dụng khống chế cái này lục giới tất cả chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu gian khổ đều đi theo ý hắn nguyện chuyển biến phương hướng hoa niên trước đó trợ giúp hắc giáp thời điểm cũng không dùng hết toàn lực hắn căn bản là chỉ là đang lợi dụng lợi dụng hắc giáp tiêu hao thương lăng cùng lục giới lợi dụng thương lăng cùng lục giới giết chết hắc giáp cùng hắn quân đội mà lần này hoa niên không lưu dư lực toàn diện khai chiến khí thế hoàn toàn không thể cùng trước đó thiên kiếp so sánh bọn hắn tu vi cao khủng bố mỗi một cái đều sẽ dẫn tới một lần long trời lở đất pháp lực dư ba đánh xuống toàn bộ mặt đất bị đánh sập được không còn hình dáng trên mặt đất hắc xác trùng mỗi một người đều thành pháo hôi đảo qua một mảng lớn thi thể rậm rạp canh 2284, lục giới đổ bốn tại hoa niên mạnh mẽ thế tiến công phía dưới, thương lăng như trước bình tĩnh. Trong tay diệt thế cường thế không thôi, phảng phất ngay cả thiên đô chưa từng sợ hãi đồng dạng. Vô số kim quang, hóa thành từng đạo quang nhận đem thương lăng bao vây lại. Hoa niên dụng hết toàn lực đi đánh bại thương lăng, đồng thời lợi dụng thế gian vạn vật cùng nhau đi đối phó hắn. Lúc này, thương lăng đã bị kim quang toàn bộ bao vây lại. Xa xa nhìn sang đã nhìn không thấy hắn thân ảnh. Hoa Niên khóe miệng dần dần lan tràn ra một nụ cười, thương lăng vừa chết, liền không còn có người có thể chống đỡ hắn. Nhưng, hắn nụ cười còn chưa mở ra hoàn toàn, cũng đã cứng ở trên mặt. Trong khoảnh khắc sở hữu bao vây thương lăng kim quang toàn bộ đều bị đóng băng đứng lên. Hắn pháp lực, hắn dung hợp thiên đạo pháp lực lại bị đóng băng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt phanh một tiếng vang thật lớn, hắn sở hữu pháp lực nổ lên, uy lực vô cùng. Chấn đắc hắn lui lại hết mấy bước. Hoa niên tí mắt sắp nứt, hắn biết rõ thương lăng là lục giới bên trong tối cường, nhưng hắn không thể tin được dung hợp thiên đạo sau đó, hắn lại còn là đánh không lại thương lăng. Cái kia vì lục giới ngăn cản tai mà sinh, vô tâm vô tình chiến thần, quả nhiên là sắc bén nhất một thanh kiếm sao. Một trong chớp mắt, thương lăng phá tan hoa niên pháp lực diệt thế đâm thủng tất cả trực công đến hoa niên trước mặt. Hoa niên thu hồi tinh thần, nhanh chóng lui lại. Ngay sau đó, tay hắn vừa nhấc một đạo rắc rối phức tạp tràn ngập đường văn quang đoàn xuất hiện ở thân thể hắn bên trái phía trên thường lăng chứng kiến cái kia quang đoàn chân mày nhẹ nhàng nhíu lên tới là thiên đạo hoa niên lúc này tế xuất thiên đạo đến muốn làm gì nhưng vào lúc này thiên đạo không ngừng xoay tròn biến hóa chân trời kiếp vân trở nên lớn hơn bắt đầu hướng phía địa phương khác cũng khuấy tán đứng lên rầm 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 vô số thiên kiếp tại kiếp vân bên trong nổi lên đứng lên cái này tình huống gì chẳng lẽ hoa niên ngay cả chúng ta cũng muốn đối phó sao cẩn thận bên kia có nhất lượt thiên kiếp đánh xuống a à, mau tránh ra khác biệt tụ tập ở bên kia một trong chớp mắt từng đạo thiên kiếp hướng phía từ đằng phong vị trí chỗ ở bỗng nhiên đánh tiếp trong lúc nhất thời lục giới người cũng hoảng loạn lên trên đỉnh chính là rậm rạp kiếp vân ai biết lúc nào từ chỗ nào liền rơi xuống đập phải trên người mình thiên kiếp rơi xuống không có đụng tới lục giới nhân thân bên trên, rơi xuống đất trực tiếp đánh vào hắc xác trùng trên người. Rầm rầm rầm, bị thiên kiếp đánh trúng hắc xác trùng trực tiếp bị phách đoạn thân thể, trong nháy mắt tử vong. Thấy như vậy một màn, lục giới chi nhân không một cái khiếp sợ không thôi. Hắc giáp trùng giáp xác cứng như vậy đều trực tiếp bị phách chết, nếu như rơi vào trên người bọn họ, cái kia không chết cũng muốn trọng thương a. À. Mọi người ở đây tim đập rộn lên. Lúc hoang mang bất an sau khi đại lượng thiên kiếp bắt đầu từ kiếp vân bên trong rơi xuống. Giống như là mưa như thác lũ cơ hồ khiến người tránh cũng không thể tránh. Thường lăng hồi quá mức người sau lưng đều đã bị thiên kiếp bao vây lại. Ngay sau đó, hoa niên tiếng cười truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên địa ở giữa. Nếu như thiên địa ở giữa chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Thường lăng, một trận ngươi đã định trước chỉ có thể thua. Tới đi, trước hết để cho những thứ này mưu toan khiêu chiến ta quyền uy ngu xuẩn người, cho ngươi cửa hàng ra một cái tử vong chi lộ. Hoa niên thanh âm rơi xuống, cả vùng rung động, sơn thể đổ nát vỡ vụn, mưa rền gió dữ kèm theo thiên kiếp bắt đầu cuốn sạch lấy toàn bộ lục giới. Cái này vẫn đục thiên địa, là nên đổi một cái dáng vẻ, ha ha ha. Kèm theo hoa niên tiếng cười, toàn bộ lục giới bắt đầu không ngừng đổ đứng lên. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất chương 2285, lục giới đổ năm. Đại địa bắt đầu nứt ra, nước biển bắt đầu không ngừng tuôn ra, bầu trời một bên ảm đạm không ánh sáng. Cây cối bắt đầu điêu tàn tử vong, phi điểu bắt đầu tìm không được phương hướng. Mặt đất tẩu thú trốn đông trốn tây. Từ đằng phong phía trước, một cái thật lớn khe rãnh hình thành, như là một cái thật lớn thú miệng, không ngừng cắn nuốt thế gian vạn vật tất cả. Giữa không trung, thương lăng chân mày khẩn túc lấy. Hắn đem diệt thế vứt lên, lượn vòng ở giữa không trung. Nhất thời, vô số bạch quang đột nhiên phát sáng, từng mảnh hoa tiết bắt đầu bay xuống. Rơi xuống đất, hoa tiết ngưng kết, hình thành tầng một thật dày lớp băng. Lớp băng lan tràn ra, đem rung động đại địa đóng băng, dũng mãnh tiến ra nước biển cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đồ bị mạnh mẽ đình chỉ cả một mảnh đại địa bị toàn bộ đóng băng, phảng phất ngay cả thời gian cũng đông lại đồng dạng. Thường lăng trên mặt nhiều mấy phần tái nhợt tại phạm vi lớn như vậy bên trong, cùng toàn bộ thiên đạo lực lượng làm địch tiêu hao phi thường to lớn. Chúng ta cùng một chỗ công kích hoa niên, ngay tại thương lăng cường ngạnh chống thời điểm. Băng phượng hô một tiếng, ngay sau đó mọi người cùng tề chiều lấy hoa niên bay qua, mạnh mẽ ngăn cản lục giới sụp đổ không có khả năng duy trì lâu lắm. Chỉ có giết hoa niên, mới có thể ngăn cản đây hết thảy Chứng kiến lục giới chi nhân toàn bộ đều hướng phía hoa niên bay tới, hoa niên cười ha hả ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn. Không nói đến các ngươi có thể hay không đánh thắng được ta bây giờ đã cùng thiên đạo toàn bộ dung hợp hoàn tất ta vừa chết thiên đạo liền sẽ tiêu vong toàn bộ lục giới giống nhau là đổ. Ngược lại đều là chết tới đi liền để ta một lần giải quyết các ngươi. Hoa niên cười lớn thân thể bốn phía kim quang chợt sáng lên hắn phía trên thiên đạo đang không ngừng vận chuyển đường văn càng thêm rõ ràng lực lượng cũng càng cường đại hơn. Một trong chớp mắt lục giới chi nhân đã đánh tới hoa niên trước mặt vô số pháp lực hướng phía hoa niên công kích đi, chỉ thấy kim quang tại hoa niên trên người không ngừng chớp động lên. Pháp lực đánh tới hoa niên kim quang trên người, kim quang bị đánh diệt một bộ phận. Ngay sau đó, thiên đạo bắt đầu rung động, vô số đường văn bắt đầu không ngừng rung động. Thiên đạo chấn động run rẩy, vừa mới bị lớp băng cứng lại đại địa, lại bắt đầu rung động, xuất hiện từng đạo vết giản. Vết giản càng lúc càng lớn, rất nhiều nơi lớp băng bị phá ra. Sơn thể tiếp tục đổ nát đứng lên, dừng tay đừng đánh băng phượng hô to một tiếng hắn cái này vừa hô hầu như tất cả mọi người ngừng bởi vì không chỉ là băng phượng người khác cũng đều nhìn ra hoa niên cùng thiên đạo hòa làm một thể hắn tận lực không đi ngăn cản phòng ngự những pháp thuật này mà là tiếp thu toàn bộ hắn đem những pháp thuật này thương tổn tất cả đều chuyển rời đến thiên đạo phía trên thiên đạo bị hao tồn không ngừng sụp đổ toàn bộ lục giới cũng bắt đầu tiếp tục đổ Nói cách khác, trước đó là hoa niên hủy diệt lục giới, bây giờ bọn hắn điên cuồng công kích như vậy hủy diệt lục giới, chính là bọn họ chính mình. Độc, quá độc ác, vậy phải làm sao bây giờ? Trừng phạt không được tránh không được, không nhịn được. Hắn cùng Thiên Đạo Triệt để dung hợp vào một chỗ, hắn chính là lục giới chúa tể a. Song đời, dường như thật một chút biện pháp cũng không có a. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Nhìn lấy hắn lớn lối như thế, thật tốt tức giận xong, cái này hồi lục giới là thật xong. Nắm giữ ở một cái thông đồng với địch lại tiểu nhân vô sỉ trong tay, lục giới có thể không xong đời sao. Lục giới chi nhân, mỗi một người đều không khỏi khẩn trương vừa đành chịu. Nguyên bản dâng lên hy vọng, vậy mà lập tức toàn bộ phá diệt. Cành 2286, lục giới đổ sáu Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, sợ hãi, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có bọn hắn cho rằng đây là một trận ác chiến nhưng còn có thể đánh nhưng hôm nay vừa nhìn mới biết được đây là một trận phải thua không có hy vọng chiến dịch đánh hoặc không đánh đều là chết nhưng vào lúc này hoa niên cười ha hả đồng thời toàn thân hắn khí thế bộc phát ra quanh một chút vô số kim quang hướng phía trước mặt hắn tất cả mọi người tấn công mạnh đi lên cường đại tàn nhẫn lực lượng liên tục không ngừng năng lượng hủy thiên diệt địa bạo phát hoa niên dung hợp thiên đạo sau đó đơn giản liền có thể khuynh lục giới lực lượng đối phó bất luận kẻ nào lần này nổ lên sở hữu hơi đi tới người tất cả đều bị vạ lây vô số huyết dịch tuôn ra đến phiêu tán ở giữa không trung cụt tay cụt chân tứ tán bay tán loạn đã không phân rõ chủ nhân là ai từng cổ một thi thể từ trên trời giáng xuống tử thương vô số tiếng kêu than dậy khắp trời đất vô cùng thê thảm cái này bạo một phát chết một mảng lớn, còn lại cũng là trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Lần này, bọn họ là liền phản kháng cơ hội có hay không? Chỉ có thể làm cái kia trên thớt ức hiếp, mặc người chém giết. Bọn hắn ở đây người, cái nào không đã từng là rồng phượng trong loài người. Thiên chi kiêu tử, bọn hắn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết qua từ thù, từng có ân oán, lẫn nhau căm hận. Bọn hắn thậm chí còn có vừa mới hỉ kết liên lý, lại hoặc là vừa mới gặp lại nhưng sở hữu yêu cùng hận, thù cùng oán, đều vào giờ khắc này trở nên không có ý nghĩa. Cuối cùng, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, cùng nhau biến mất ở thiên địa này ở giữa. Từ đằng phong bên trên, từng cái thụ thương thân thể không ngừng rơi xuống, trận chiến tranh ngày lập tức phải lấy toàn quân bị diệt kết cục cáo chung. Một trận, hắc giáp cùng hắn quân đội thua. Toàn bộ lục giới thua, chỉ có hoa niên mới là lớn nhất người thắng. Giữa không chung, hoa niên vẫn còn ở không ngừng cười. Vô số năng lượng mượn thiên đạo toàn bộ bộc phát ra, lớp băng bị toàn diện phá vỡ, mạnh mẽ lực lượng từ dưới đất dâng lên. Chết đi, các ngươi tất cả đều đi chết đi. Tất nhiên không chịu tin phụng, vậy thì toàn bộ diệt vong. Theo lấy lớp băng phá toáy, lục giới bắt đầu gia tăng tốc độ đổ. Gia trì lớp băng thương lăng hầu như hao hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản Hoa niên. Thân thể hắn hơi hơi cong, tự tay bưng miệng ngực bên khóe miệng tràn ra lau một cái huyết dịch. Hắn đã không khống chế được hắn trong đôi mắt cái bóng không ra bất kỳ đồ vật. Nhưng hắn ánh mắt lại một mực rơi vào Tử Đằng Phong bên trên. Đại địa tại nứt ra, sơn thể tại tan vỡ, bầu trời tại phá toáy, hết thảy đều tại tiêu vong. Thường Lăng trong con mắt nhưng không có tuyệt vọng, hắn như trước gắt gao nhìn lấy Tử Đằng Phong hạ cái kia một mảnh bụi hoa. Hề hề, nhanh tỉnh lại. Thường Lăng mím chặt môi, hắn không có há mồm, chỉ ở trong lòng yên lặng hô một tiếng. Ung dung thời gian bên trong, trước mắt tất cả màu sắc sặc sỡ, lại mười phần rõ ràng. Chỉ hề đứng ở hồi ức bên trong, đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy tất cả. Trong lòng nàng rất khó chịu, mờ mịt lại không biết làm sao. Nàng không biết đây là địa phương nào, chính mình lại tại sao lại tại đây hồi ức bên trong. Nàng cũng căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, bên tai nàng bỗng nhiên đi ra một tiếng hô hoán. Hề hề, nhanh tỉnh lại chỉ hề toàn thân run lên, cả người đều sửng sốt. Đó là thương lăng thanh âm, nàng sẽ không nhận sai. Chỉ là thương lăng thanh âm làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây cái kỳ dị mộng cảnh bên trong. Thương lăng ở đâu, lại vì sao hô hoán nàng. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. 2287, lục giới đổ bầy chỉ hề nghi hoặc nhìn lấy cái này kỳ quái mộng cảnh nàng tâm lại từng điểm từng điểm lo lắng nàng dường như cảm thụ được cái kia một tiếng hô hoán lo lắng nàng cảm xúc cũng theo bị cuốn hút đứng lên nàng chân mày gắt gao nhíu bắt đầu ở cái này vô tận trong mộng cảnh tìm ra miệng thường lăng thức tỉnh vô tâm vô tình hắn có thể sử dụng dạng này giọng nói nói chuyện với nàng vậy cũng chỉ có thể đại biểu sự tình thật gấp vô cùng gấp gáp chỉ hề tại đây trong mộng cảnh chung quanh bay, nhưng bất kỳ một cái nào phương hướng đều vô bờ bến, nàng bay đến nơi nào, dường như đều ra không được. Làm sao bây giờ? Chỉ hề tim đập rộn lên. Cao mày, phảng phất chậm một bước đều sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất đồng dạng. Trong lúc nhất thời từng điểm từng điểm đi qua, nàng vẫn là không có tìm được lối ra, nàng vẫn là không có đi tới. Nhưng vào lúc này, nàng não trong đất linh quang nhất thiểm mà qua. Nàng giơ tay lên, cổ tay chuyển một cái, lam sắc quang mang chợt sáng lên. Trong tay nàng, Thần Mộng Linh Trượng chính lóng lánh ánh sáng màu xanh lam. Chỉ hề câu dẫn ra khóe môi lộ ra một cái cười yếu ớt. Ta làm sao quên, ngươi còn cùng ta đây. Thần Mộng Linh Trượng, Phổ Thiên con gái, có thể ta cần phải trở lại vị trí của mình. Chỉ hề hít sâu một hơi, đem sở hữu thương tâm cùng khổ sở, còn có nàng khổ mong mà không được yêu say đắm tất cả đều thu lam sắc quang mang chợt sáng lên, quên đi tất cả tình cừu sau đó. nàng nhất thời chứng kiến những cái kia kỳ quái hình tượng phía sau huyền cơ. nàng giơ lên thần mộng linh trưởng, lam quang lóe lên, thế không thể đỡ. phanh một tiếng, phảng phất thủy tinh phá toái, sở hữu mộng cảnh toàn bộ bị đánh nát. chỉ hề chợt mở hai mắt ra, nằm ở hoa tử đằng bụi rậm bên trong, mở hai mắt ra thời điểm đập vào mắt chính là đã bị bẻ gãy cành cây cùng với lòa lồ ở trước mắt đen tối bầu trời tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ mạnh, đổ âm thanh không ngừng từ bên tai truyền đến. Chỉ hề chứng kiến hiểu biết người, từng cái từ giữa không trung rớt xuống. Hoặc chết, hoặc tổn thương, vô cùng thê thảm. Chỉ hề tâm lập tức nắm chặt nàng nghĩ tới sự tình sẽ rất khẩn cấp. Lại thật không ngờ dĩ nhiên đến dạng này một mức, lục giới đổ tất cả diệt vong. Chỉ hề điểm mũi chân một cái, bay lên, trong tay thần mộng linh trượng lam quang đột nhiên phát sáng, tránh phá thiên tế trong bóng tối hôi bại bên trong hết thảy đều tại tiêu vong thời điểm lam quang sáng choang thành nhất không hài hòa hình tượng tất cả mọi người chứng kiến che khuất bầu trời lam quang bọn hắn nhất thời trong lòng cả kinh một cái nhỏ bé hy vọng tại tuyệt vọng thổ nhưỡng phía trên dần dần sinh trường chỉ hề bay đến giữa không trung nàng liếc mắt liền thấy duy nhất còn có thể dừng lại ở giữa không trung thương lăng hắn bạch y đã dính vào máu thần sắc hắn vẫn lạnh lùng như cũ khí thế của hắn vĩnh viễn bất diệt Hai người đối mặt liếc mắt thương lăng chậm rãi nói, Hoa niên dung hợp thiên đạo. Chính là như thế một câu đơn giản lời nói, chỉ hề trong nháy mắt minh bạch sự tình tiền căn hậu quả cùng với tình huống bây giờ. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Hoa niên trên đỉnh xoay tròn Dũng động thiên đạo. Nàng dưới tầm mắt rời, lập tức đối đầu Hoa niên hai tròng mắt. Tỉnh. Ca ca, chỉ hề khẽ gọi một tiếng, ta nghĩ đến ngươi sẽ không lại gọi ta như vậy, ta sẽ không không nhận ngươi. Hoa niên cười ha hả, cười đến cực kỳ châm chọc. Thì tính sao, ta có thể vẫn là sẽ giết ngươi, là ngươi cướp đi ta tất cả. Ta có thể bả đầy hết thảy tặng cho ngươi, nhường 10 tỷ năm, ngươi nhưng vì sao không quý trọng. Cành 2288, lục giới đổ tám hoa niên ngẩn ra, hắn cau mày, nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Nhường! Ngươi chẳng lẽ không phải nắm giữ thiên đạo 10 tỷ năm sao? Nếu quả thật thuộc về ngươi, vậy tại sao ngươi không làm tốt? Nực cười, vậy cũng là nhường đã ngươi cảm thấy không phải vậy ta liền lấy trở về chỉ hề thần sắc kiên định phảng phất chỉ là trần thuật sự thực cầm về hoa niên châm chọc cười ha hả tiếng cười truyền khắp toàn bộ lục giới phảng phất ma âm làm lòng người trên đầu mê mẩn lên một tầng khói mù ta đã cùng thiên đạo dung hợp hoàn tất ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cầm trở về vậy liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính phổ thiên con gái chỉ hề lời này vừa nói ra khí thế tất cả đều mang theo tới lục giới người nghe nói như thế trong nháy mắt châm lửa hy vọng cả trái tim cũng đều theo giấy lên tới lời này quá bá khí cũng quá hết giận phản khách làm chủ đều như vậy chí khí hùng hồn ngược lại muốn nhìn một chút người đó mới thật sự là chủ nhân thấy như vậy một màn tất cả mọi người thật sâu cảm thụ được chỉ hề thức tình nàng trở nên càng đại khí càng bá khí cũng càng cao xa rất nhiều bộ dáng kia đúng là bọn họ trong lòng phổ thiên con gái chân chính phổ thiên con gái Hoa niên cười nhạt, đối a à, chân chính phổ thiên con gái, không phải ngươi cái này hàng giả có thể so sánh. Chỉ hề chậm rãi câu dẫn ra khóe môi, lộ ra lau một cái cười chào phúng dung. Hoa niên sững sờ, nàng nói cái gì? Hàng giả, vừa mới còn gọi ca ca, quay đầu liền mắng hàng giả. Phổ thiên con gái phong thái đâu? Khí chất đâu? Tư thế đâu? Nghe phía sau một câu kia, quen thuộc chỉ hề người cũng triệt để mộng. Cái này dường như, hay là bọn hắn biết rõ một cái kia bẫy cha hàng A. À? có đáng tin cậy hay không a? À? nhưng vào lúc này chỉ hề điểm mùi chân một cái hướng phía Hoa Niên bay lên. Hoa Niên chân mày gắt gao nhíu lại tức giận dâng lên khí tức táo bạo. dám gọi hắn hàng giả, đây không phải là đâm thẳng hắn chỗ đau sao? thật đáng giận, đáng chết. Hoa Niên giơ tay lên vô số kim quang ngưng tụ đang chuẩn bị cùng chỉ hề mặt đối mặt ngạnh chiến. ngược lại hắn đã dung hợp thiên đảo, hắn vừa chết lục giới liền muốn xong đời. Hắn cũng không tin, Chỉ hề có thể đem hắn cho thế nào. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nàng cuối cùng tuyệt vọng hối hận dáng vẻ. Trần Chính Phổ Thiên con gái. Phi, ngay tại Hoa Niên toàn lực ứng chiến thời điểm, Chỉ hề chợt bay đến hắn trên đỉnh, hoàn toàn không có muốn với hắn giao chiến ý tứ. Hoa Niên sững sờ, trong nháy mắt hiểu được Chỉ hề mục tiêu là thiên đạo, không phải hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn bay lên thời điểm, một đạo rất nặng tường băng cản trong bọn hắn ở giữa. Ngăn trở Hoa Niên tiến độ hoa niên sững sờ hắn quay đầu chứng kiến thương lăng đã tay cầm trường kiếm đứng ở trước mặt hắn ngươi nghĩ cản ta giết ngươi đều có thể nực cười hoa niên đem pháp lực toàn bộ hướng phía thương lăng đập tới hắn chờ đợi thương lăng lui ra phía sau ngăn nhường hắn có cơ hội bay lên tìm chỉ hề hắn thật cũng không muốn cùng thương lăng động thù bởi vì hắn biết mình đánh không lại hắn lớn nhất ỷ vào chính là thiên đạo chỉ cần thiên đạo nắm giữ ở trong tay hắn hắn liền không sợ hãi nhưng mà chứng kiến thương lăng không né tránh không xông thẳng mà đến, hoa niên chừng lớn hai mắt. Chứng kiến thương lăng tại gắng gượng chống đỡ hắn pháp lực tình huống phía dưới. Dĩ nhiên cũng không có sau khi bị thương lui, càng làm cho hắn tí mắt sắp nứt. Ngay tại thương lăng lập tức phải đánh tới trước mắt thời điểm, hoa niên thân thể nhất thời rung động một cái. Một loại cường liệt sợ hãi từ trong xương truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chỉ hề đã bay đến thiên đạo bên cạnh. Nàng đã hướng phía thiên đạo vươn tay. Đánh giá điểm 9 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chương 2289, trọng sinh 1. Hoa niên lòng nóng như lửa đốt, hắn nhanh chóng bay lên, hướng phía chỉ hề không quan tâm tiến lên. Vô số kim quang đột nhiên phát sáng, uy áp kinh khủng đánh tới. Chỉ hề như là một chút phản ứng cũng không có đồng dạng. Nàng tiếp tục tự tay chạm đến thiên đạo đầu ngón tay va chạm vào thiên đạo thời điểm thiên đạo bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số quang thứ hướng phía tay nàng chỉ đâm vào đi tiếp theo một cái chớp mắt huyết dịch từ chỉ hề đầu ngón tay nhô ra dung nhập thiên đạo bên trong đau đớn từ ngón tay truyền đến chỉ hề như là không có cảm giác đến một dạng tiếp tục đưa tay thâm nhập đến thiên đạo bên trong tiếp theo một cái chớp mắt làm sắc quang mang từ nàng đầu ngón tay chậm rãi phiêu tán đi ra dọc theo thiên đạo mạch lạc một điểm một giọt lan tràn xuống dưới thấy như vậy một màn hoa niên tí mắt sắp nứt hắn tăng thêm tốc độ hướng phía chỉ hề công tới mắt thấy lập tức phải đánh tới chỉ hề trước mặt cắt đứt chỉ hề đồng thời từ phía sau lưng tập kích nàng thấy như vậy một màn sở hữu lục giới chi nhân tất cả đều một lòng nhắc tới nhà đầu mau tránh ra a à. đừng để cho hắn bị thương ngươi a à. đúng vậy ngàn vạn lần chớ bị tổn thương a à. đây là hy vọng cuối cùng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a à rất là nhiều khỏa thắt tim lại, có hô to, có không nghĩ ngợi nhiều được bay lên, có rất nhanh tay áo. Nói chung, giờ khắc này, không có ai không khẩn trương, nhưng, chỉ hề vẫn là không có chi giác, nàng như là cắt đứt tất cả một dạng. Tiếp tục đem lam sắc quang mang rót vào phức tạp thiên đạo đường văn bên trong. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ sau lưng nàng chợt tập kích tới, đâm tới sau lưng nàng coi như tất cả mọi người một lòng nhắc tới cuống họng thượng sau đó một đạo rất nặng tường băng tại chỉ hề phía sau bỗng nhiên ngưng tụ thành phanh một tiếng kim quang đánh vào trên tường băng đánh nứt tường băng nhưng không có phá toái chỉ hề chậm rãi câu dẫn ra khóe môi phảng phất sớm có sở liệu tuyệt không bối rối thấy như vậy một màn tất cả mọi người đại thở dài một hơi có muốn hay không như vậy kích thích a à. sớm một chút động thủ a à. mỗi lần đều muốn tại cuối cùng một cái điểm là muốn náo loại nào rất nhiều người sợ đến khuôn mặt đều bạch lần này huyết sắc lại trở về hoa niên một cách này sau khi thất bại hắn nhất thời thức giận cuồn cuộn cả khuôn mặt đều khí nổi gân xanh hắn đang muốn tiếp tục tập kích chỉ hề thương lăng cũng đã trước một bước ngăn ở nàng phía trước nhưng vào lúc này vô số mũi băng hướng phía hoa niên công đi lên hoa niên không quan tâm tiếp tục hướng phía chỉ hề phương hướng bay hắn câu môi cười nhạt ta nếu như thụ thương toàn bộ thiên đạo cũng muốn bị hao tồn ngược lại toàn bộ lục giới đều đã không còn hình dáng, gia tốc diệt vong, mới càng có ý tứ. Tới đi, đều đi chết đi, ta sẽ một lần nữa sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Ha ha ha. Hoa niên cười ha hả đang chuẩn bị chủ động đụng vào những thứ này mũi băng, tiếp được bọn hắn đi tổn hao lục giới. Ai biết, những cái kia mũi băng bay đến bên cạnh hắn còn kém một ít tức khoảng cách thời điểm, dừng lại hoa niên chủ động đi đụng mũi băng ai biết hắn đi tới mũi băng liền lui lại mãi mãi cũng với hắn chỉ kém như thế một ít tắc hoa niên nụ cười nhất thời tiêu thất chân mày khẩn túc sắc mặt trở nên cực vi khó coi tốt tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể hoành tới khi nào hoa niên cười lạnh một tiếng toàn thân cao thấp bắt đầu chớp động lên kim sắc quang mang kim quang đột nhiên phát sáng ăn mòn bên cạnh hắn mũi băng ngay tại lúc đó toàn bộ lục giới đổ tốc độ nhanh hơn Ta dung hợp này thiên đạo hoa gần như 10 tỷ năm thời gian. Ta không tin, ngươi cởi ra nó, chỉ cần một trong chớp mắt. Cành 2290, trọng sinh hai ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ta hủy nhanh hơn, cũng là ngươi hiểu nhanh. Ha ha ha, hoa niên tiếp tục ngưng tụ toàn thân kim quang, không ngừng khống chế được thiên đạo. Dùng mắt thường có thể chứng kiến. Thiên đạo thượng cái kia từng đạo phức tạp mạch lạc tại dần dần dung chuyển, tại đồ nó đổ tốc độ rất nhanh, thế nhưng chỉ hề lam quang lan tràn tốc độ cũng rất nhanh. Cả hai giống như là đang cùng thời gian thi chạy một dạng, ai cũng không dám thoáng thong thả chốc lát. Chỉ hề trao mày, bỗng nhiên nói hai chữ. Đánh hắn, cái gì, thương lăng sửng sốt, đánh hắn, thương lăng điểm mũi chân một cái hướng phía hoa niên công đi lên. Đừng đánh chết, đánh chân trái, đánh cho tàn phế, nghe nói như thế, hoa niên thần sắc nhất thời khó xem khóe miệng hắn co rút lấy, mí mắt nhúc nhích nổi gân xanh lấy. Người dám, nhưng vào lúc này, thương lang huy động diệt thế hướng phía hắn chân trái chặt qua đây. Hoa niên toàn thân run lên, khẩn trương một cái xoay người tách ra thương lăng diệt thế. Người có ý gì, ta một khi thụ thương, thiên đạo liền sẽ bị hao tổn, thiên đạo bị hao tổn, lục giới sụp đổ ra tốc, ngươi đây là không muốn sống. Không có ý gì, làm cái thí nghiệm, chỉ hề đầu cũng không quay lại. Cái gì thực nghiệm, Người trái lui người đi qua cho thương lăng chặt một chút, người cũng biết. Nghe nói như thế, hoa niên suýt chút nữa, không còn khí được phun ra một ngụm máu tới. Lục giới chi nhân, không khỏi ở trong lòng yên lặng xóa sạch một thanh mồ hôi. Cái này phổ thiên con gái họa phong, dường như không lớn đúng à, chẳng lẽ không phải là muốn nhược tình như thế, bưng giống như hoa sen trắng giống như cao quý lại cao lãnh. Ta có chút hoài nghi, chỉ hề có phải là không có thức tình, cùng thương lăng họa phong không giống nhau lắm ta suy đoán hoa niên lúc này trong lòng nhất định là một vạn đầu gào thét lao nhanh qua là cái gì có người nói là một loại thần thú dạng này a à, xem ra là ta kiến thức nông cạn lục giới chi nhân nhìn xa xa tâm tình cũng theo trên dưới phập phồng kích động không thôi một trong chớp mắt thương lăng cùng hoa niên ở giữa không chung giao chiến đứng lên hai người đánh cho phi thường kịch liệt thậm chí so toàn bộ lục giới đổ còn muốn kịch liệt được nhiều mỗi một đạo pháp lực dư ba là có thể hủy diệt một phương thiên địa bọn hắn giao chiến những nơi đi qua, hủy được so thiên đạo còn muốn triệt đề. Cái này cao thủ tuyệt đỉnh ở giữa đối chiến, đừng nói trăm triệu năm, chính là trăm triệu năm. Cũng là khó gặp một lần kỳ cảnh. Rất nhiều người đều cảm xúc dâng trào nhìn lấy, một lòng thật cao treo. Sau một lát, hoa niên vẫn không thể nào bảo vệ hắn chân trái. Diệt thế bạch quang lóe lên, mũi kim lên vào hoa niên chân trái. Máu me tung tóe đi ra. Hoa niên chân trái bị rạch ra một cái thật lớn vết thương. Hoa niên thụ thương, chẳng phải là có nghĩa là thiên đạo cũng phải bị hủy hoại. Cái kia lục giới chẳng phải là lại muốn ra tốc đổ. Mọi người ở đây trong lòng căng thẳng thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Nhưng mà, ngay tại Hoa niên chân trọng thương, vết thương sâu thấy được tận xương thời điểm, thiên đạo dĩ nhiên không có một tia phản ứng. Thiên đạo không có chịu ảnh hưởng, nó không có ra tốc sụp đổ, nó không có một chút phản ứng. Vừa mới chúng ta công kích Hoa niên thời điểm, thiên đạo đúng là tác dụng ra tốc lục giới đổ như thế lúc này đánh thì không có sao. Đúng vậy, đây chẳng lẽ là cởi ra. Mọi người ở đây nghị luận ầm ỉ thời điểm, hoa niên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn toàn thân run rẩy nhìn chính mình thụ thương chân trái, thiên đạo quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Làm sao lại, sao lại thế? Điều này sao có thể? Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt Trường 2.291 trọng sinh ba hắn rõ ràng đã dung hợp hoàn tất làm sao lại không chút phản ứng nào có đâu hắn đột nhiên giơ tay lên nhìn về phía chỉ hề chỉ thấy nàng pháp lực màu xanh lam đã chiếm giữ thiên đạo nửa bên không gian hoa niên hô hấp khẩn túc cả người đều khẩn trương không có khả năng đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình phức tạp như vậy mạch lạc chặt như vậy mật kết hợp rõ ràng đã hợp làm một thể ai không cẩn thận thì thành công xem ra đồ chơi này cũng không phải rất khó giải nha. Chỉ hề than nhẹ âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, hoa niên trước ngực khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Người, ai, không hổ là huynh muội làm sao ngươi biết ta kế tiếp muốn thực nghiệm mục tiêu là ngươi lồng ngực tim phổi vị trí A, ngươi. Dường như cũng thành công, ngươi cái này khí huyết cuồn cuộn, tâm mạch bị hao tồn, này thiên đạo cũng không có phản ứng A, hoa niên toàn thân run rẩy hắn thôi động kim quang, liên hệ thiên đạo hắn khiếp sợ phát hiện, hắn đã có hơn phân nửa chạm đến không đến. Thoáng chốc, sợ hãi, khủng hoảng, khiếp sợ, khó có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời tất cả đều vọt tới trong lòng. Hắn làm lâu như vậy nỗ lực đi qua nhiều năm như vậy. Vì sao dù sao vẫn là đơn giản đã bị cởi ra. Vì sao, hắn cố gắng như vậy, nhưng không sánh được chỉ hề một cái lơ đãng Nàng luôn là có thể tùy tùy tiện tiện liền làm đến hắn hoa vô số tâm huyết đều làm không được sự tình. Người đừng tưởng rằng người cái này thành công ừm không thành công còn thiếu một chút chỉ hề gật đầu đủ ta sẽ không lại để ngươi tiếp tục đắc ý nhưng vào lúc này hoa niên cười ha hả thân thể hắn bắt đầu từng tấc từng tấc bị đổ kim quang lập lòe từng điểm từng điểm nhanh chóng ở trên người hắn nổ tung ha 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 hủy diệt a à. hoa niên cười to nói trời ạ à, hắn đang làm cái gì Điên, hắn đây là điên, hắn tại tự bảo, đây là muốn cùng lục giới đồng quy vu tận sao. Hết hết, tự bảo tốc độ nhanh như vậy, không kịp cởi ra, vậy phải làm sao bây giờ a à? Chứng kiến hoa niên không quan tâm tự bảo, tất cả mọi người toàn thân căng lên, một lòng treo cổ họng bên trên. Bọn hắn đảo mắt nhìn về phía thiên đạo, chỉ thấy thiên đạo còn chưa cởi ra bộ phận, cũng tại theo lấy hoa niên tự bảo cùng đồ. Mà thiên đạo bên cạnh nguyên bản thần sắc ung dung chỉ hề. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng chẳng ai nghĩ tới hoa niên cuối cùng vậy mà biết dùng phương thức như vậy kết thúc hắn cũng kết thúc toàn bộ lục giới theo lấy hắn tự bảo toàn bộ lục giới đổ tốc độ so với trước đó đề thăng gấp mấy lần dưới người bọn họ liền tử đằng phong cũng bắt đầu chiết xuất đứng lên vô số sâu thẳm nhìn không thấy vực sâu ngưng tụ thành phảng phất từng cái thôn vệ tất cả thú miệng tham lam mà vĩnh viễn không có điểm dừng chỉ hề chân mày gắt gao ngưng tụ lại nàng người ca ca này có nhiều điên cuồng nàng không phải không biết đạo bằng không hắn cũng sẽ không vì cấu kết dị tộc cũng sẽ không dung hợp thiên đạo cũng sẽ không không ngừng giết chết nàng hoa niên so với ai khác đều cố chấp so với ai khác đều cực đoan so với ai khác đều điên cuồng nàng nguyên bản áp lực cũng rất lớn bây giờ tuổi tác lựa chọn tự bạo tốc độ nhanh như vậy nàng căn bản là không kịp nàng cả trái tim đều treo ngược lên sắc mặt tái xanh môi trắng bạch nàng không nghĩ tới nàng coi như dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng cũng vẫn là không có có thể ngăn cản hoa niên hết thảy đều là nàng sai, nếu như trước đây, nàng vô ích chính mình đi phong ấn dị tộc cửa vào, liền sẽ không cho hoa niên thừa dịp cơ hội. Cành 2292, trọng sinh 4. Nàng cho rằng, nàng chết thiên đạo một lần nữa chọn chủ toàn bộ lục giới sẽ tiếp tục nó nguyên bản quỹ đạo. Nàng thật không ngờ thương lăng hội cứu nàng, chỉ hề hít sâu một hơi, cái đầu có chút bối rối, tại cực độ khẩn trương phía dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhìn lên trời đạo nhanh chóng đổ cái kia một loại cảm giác vô lực bất đắc dĩ cảm giác nhất thời xâm nhập nàng nhưng vào lúc này nàng bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói hề hề lưu quang chuyển sinh lan cùng gốc cây này từ đằng thụ mệnh mạch tương liên chỉ hề ngẩn ra toàn thân run lên đó là thương lăng thanh âm lại không có chút nào báo động trước từ nàng bên tai vang lên nàng đột nhiên hồi quá mức chỉ thấy thương lăng ngẩng đầu nhìn nàng thần sắc kiên định không có một vẻ bối rối giống như là đang nói cho nàng biết. Thế gian không có giải quyết không sự tình, chứng kiến thương lăng, chỉ hề tâm lập tức bình tĩnh rất nhiều. lưu quang chuyển sinh lan cùng gốc cây này từ đằng thụ mệnh mạch tương liên. Lúc trước thiên ngoại thiên cái kia một buổi lưu quang chuyển sinh lan thị nàng tự tay gieo xuống. Thế nhân chỉ biết là nó khởi động thiên ngoại thiên phân nửa linh khí cứu vớt linh khí khô kiệt thiên ngoại thiên. Thế nhân lại không biết cái này chuyển sinh lan, chuyển kiếp hai chữ. Cũng không phải là tùy tiện lấy, tại có đủ đủ linh khí tình huống phía dưới, nó có thể giúp người chuyển kiếp. Đem nguyên bản không thể chuyển thế đầu thai hồn phách chuyển kiếp đi ra ngoài, linh hồn bất diệt thân thể trọng sinh. Bí mật này, nàng chỉ nói cho qua thương lăng. Bởi vì một khi lưu quang chuyển sinh lan, cái này đáng sợ lực lượng bị thế nhân biết như vậy thì tương đương với mở ra một cái mới vĩnh sinh bất tử phương thức. Vô luận là thần vẫn là ma, cuối cùng đều sẽ hướng đi vẫn là không có ai sẽ sống mãi. Người phàm mặc dù biết đầu thai chuyển thế, thế nhưng cả đời cũng bất quá là trăm năm, chuyển thế vượt lên trước nhất định số lần, lực lượng linh hồn dùng hết, linh hồn cũng sẽ tiêu tán. Nói cách khác, một phàm nhân hồn phách coi như là không ngừng chuyển thế, tồn tại thời hạn, cũng sẽ không vượt qua một vạn năm. Thế nhưng thần ma khác biệt, riêng là bọn hắn đến siêu việt thần tôn cấp bậc này, bọn hắn cả đời, cái kia chính là vượt lên trước 10 tỷ tuổi tác tính nếu như mượn truyền sinh lan, tại lúc sắp chết, một lần nữa truyền thế trọng sinh, như vậy sống thêm một lần, lại là vượt lên trước 10 tỷ năm. Nhiều như vậy năm tháng rất dài mệt chung vào một chỗ. Là có thể đến gần vô hạn sống mãi. Cái này là không cho phép, cũng là có vi thiên đạo. Thật, hoa niên làm, cũng là giống như nàng sự tình. Hoa niên đại nạn lập tức phải đến, cho nên hắn lựa chọn dung hợp thiên đạo, cùng thiên đạo một chỗ vĩnh hằng. Dạng này là hắn có thể đủ đạt được sống mãi. Sống mãi, cơ hồ là tất cả mọi người hy vọng sự tình, không có người có thể cự tuyệt cái này mê hoặc. Vô số người điên cuồng trả giá, tựa như hoa niên. Cho nên, bí mật này, chỉ hề không có đối với người khác nói qua. Duy chỉ có thương lăng, nàng không có gạt. Bởi vì lúc đó nàng, đối hắn lòng tràn đầy đều là yêu. Nàng thầm nghĩ bà sở hữu bí mật đều với hắn chia sẻ. Thương lăng biết rõ lưu quang chuyển sinh lan bí mật, sở dĩ năm đó, hắn cứu nàng thời điểm nhất định là dùng chuyển sinh lan đưa nàng hồn phách truyền kiếp đi ra ngoài liều quang chuyển sinh lan cùng gốc cây này từ đằng thụ mệnh mạch tương liên chỉ hề nhớ kỹ tử đằng thụ là thiên ngoại thiên thần thụ nó từ đằng tâm có thể đúc lại thần thể coi như là trợ giúp người tiến hành một cái tiểu trọng sinh chỉ là chuyển sinh lan là có thể linh hồn trọng sinh mà từ đằng tâm là có thể thân thể trọng sinh năm đó thương lăng bà tử đằng thụ chồng ở thiên ngoại thiên ở ngoài lại đem bọn hắn cả hai tương liên, đại khái chính là vì trợ giúp nàng chuyển kiếp hồn phách cùng thân thể đi. Đánh giá điểm mười cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. mươi 2293, trọng sinh năm. Thế nhưng dường như trước đây xảy ra chuyện gì, hắn kế hoạch bị phá hư, cho nên mới đưa tới nàng hồn phách không bị khống chế chuyển đi nơi khác. Chỉ hề than nhẹ một tiếng, nhưng nàng đã không kịp ngẫm nghĩ nữa trước đây tiền căn hậu quả. Nàng ngưng tụ lại lông mi, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tất nhiên chúng nó mệnh mạch tương liên, như vậy liên lạc với gốc cây này từ đằng thụ. Cũng thì tương đương với có thể liên lạc với thiên ngoại thiên chuyển sinh lan. Chỉ hề trong lòng vui vẻ, chuyển sinh lan tồn tại vô tận sinh lực suy tính. Nàng hít sâu một hơi, thần mộng linh trượng bay lên, hướng phía từ đằng thụ vị trí chỗ ở, xoay chậm chậm đứng lên. Nhưng vào lúc này làm sắc quang mang từ thần mộng linh trưởng bên trong phiêu tán đi ra. Quang mang bao trùm cả vùng, hướng phía toàn bộ lục giới phô tán mà đi. Lúc này, vô số hoa tử đằng cánh hoa như là bị hấp dẫn một dạng. Xoay tròn, hướng phía thần mộng linh trưởng bay lên. Từ sắc quang mang không ngừng bay lên, làm sắc quang mang không ngừng chiếu khắp hạ xuống. Lúc này, chỉ hề đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất truyền. Một đóa nho nhỏ chuyển sinh lan tại nàng đầu ngón tay xuất hiện. Nàng khóe môi hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái cười yếu ớt. Chuyển sinh lan tại thiên đạo bên trong tắt ra, bắt đầu chậm rãi tu bổ thiên đạo bị đổ bộ phận. Sinh lực suy tính từ nàng đầu ngón tay lan tràn đến thiên đạo phía trên, căn cứ chỉ hề ký ức cùng đối thiên đạo quen thuộc, nàng bắt đầu chậm rãi tu bổ đứng lên. Nhưng vào lúc này, thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ khắp nơi đại địa phía trên, nhiều đóa lam sắc quang mang ngưng tụ thành chuyển sinh lan nở rộ ra. Cùng lúc đó, giữa không trung Hoa từ đằng cánh hoa bắt đầu xoay tròn chậm rãi bay xuống. Thật nhỏ cánh hoa bay xuống, dần dần chậm lại lục giới đổ tốc độ. Như là một đôi mềm mại tay, dần dần bình phục sao động cảm xúc. Trên mặt đất chuyển sinh lan không tách ra thả, vì đại địa một lần nữa rót vào mới sinh cơ. Chứng kiến cái này một cảnh trí, xa hoa, lại thần kỳ không thôi, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh ngạc hầu như quên thờ. Thật đẹp, toàn bộ lục giới đều bị cánh hoa cùng sinh lực suy tính bao trùm A ta cảm thụ được loại kia đổ khí tức đã bị sinh cơ bừng bừng cảm giác đánh bại a à? trời ạ à, đây là hoa gì thật xinh đẹp a à? có thể làm được dạng này cái này cùng một lần nữa sáng thế khác nhau ở chỗ nào a à? a à, ta cảm giác mình như là đang nằm mơ lục giới chi nhân không ngừng kinh hô nhìn lấy cái này gần như có thể kính bạo người nhãn cầu hình tượng tất cả mọi người tâm đều kích động không thôi cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cục có điểm phổ thiên con gái dáng vẻ băng phượng cảm thán nói thật tư mệnh phần lớn là thời điểm vẫn đủ đáng tin cậy vọng thư theo bù một câu nói như vậy lại cho nàng uy phong một thanh cửu thiên nhíu mày mẫu thân lợi hại nhất á khuynh tâm hô to một tiếng cái kia cùng cha ngươi so ai lợi hại nhất vũ bạch nhíu mày hỏi một câu khuynh tâm bạch vũ bạch liếc mắt nàng nói ngược lại đều so ngươi lợi hại vũ bạch băng phượng cười ha hả rốt cục không phải ta một cá nhân bị khi dễ, ha ha ha, chiêu chọc ai không tốt, chiêu chọc cái này tiểu ma đầu. ta quá trẻ tuổi, người có thể thử nghiệm thêm sẽ có kinh hỉ. vẫn là tính. bên cạnh tiếng cười không ngừng truyền đến, toàn bộ đổ lục giới giống như là trọng sinh, tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng cùng kích động. thấy như vậy một màn, hoa niên toàn thân run rẩy, con mắt nộ tĩnh. thật là đã tới không kịp, tại hắn lựa chọn tự bạo thời điểm, hắn đã không có biện pháp hối hận canh 2294, trọng sinh 6 nhìn lấy lục giới trọng sinh, tất cả mọi người sống sót. Duy chỉ có hắn tự bảo, tâm hắn hầu như đau đến muốn nổ mạnh. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, tự bảo một bước cuối cùng kết thúc, hoa niên thân thể trong nháy mắt dung nhập hỏa diễm, cực hạn bốc cháy lên. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, như là một cái hỏa cầu cháy sạch cái gì đều không thừa. Giữa không trung chỉ hề vẫn còn ở tu bổ thiên đạo. Nhưng hoa niên rơi dụng thời điểm, nàng vô ý thức nhìn liếc mắt. Nói như thế nào, đó là ca ca của nàng, nàng mặc dù mạnh miệng nhưng thành thực vẫn là mềm. Nàng than nhẹ một tiếng, lại chứng kiến tắt hỏa diễm phía trên toát ra một luồng cho tàn. Chỉ hề chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, dương mắt nhìn về phía giữa không trung mây đen. Chỉ thấy mây đen bên trong, tựa hồ có một thân ảnh. Nhưng vào lúc này cái thân ảnh kia tự hồ liếc nhìn nàng một cái, còn không đợi chỉ hề thấy rõ ràng, cái kia quay người lại, vội vã ly khai. Theo lấy thiên đạo không ngừng được chữa trị, chân trời mây đen dần dần xua tan mở ra, ánh mặt trời vừa nặng hồi đại địa. Hoa tử đằng tan mất, lam quang dần dần tiêu tán. Chuyển sinh lan cũng chậm rãi tiêu thắt. Lục giới chỉ còn lại có một mảnh tàn tạ khắp nơi, nhưng cũng may, gian khổ đã qua, dương quang phổ chiếu, sinh hy vọng đang không ngừng nảy sinh. Mọi người đại thở dài một hơi trong lòng sở hữu nôn nóng đều lắng động đứng lên. Chúng ta đây là thắng. Thắng, hắc giáp chết, hắc xác trùng cũng không, hoa niên cũng tự bảo. Không biết ai nói lời này, nhưng thoại âm rơi xuống sau đó, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô sôi trao. Bọn hắn xoay người nhìn mình người bên cạnh tối trọng yếu người, thân nhân, người yêu, bằng hữu May mắn bọn hắn còn một chỗ còn sống. May mắn mọi người không có cùng chết đi. Sống sót sau tai nạn vui sướng, trải rộng toàn bộ lục giới. Nhưng vào lúc này, một đảo băng lam sắc quang mang chợt từ từ đằng phong thượng sáng lên. Ngay sau đó, kèm theo huyễn lệ quang mang, băng phượng quơ cánh bay lên. Hắn xẹt qua chân trời, hướng phía chỉ hề cùng thương lăng vị trí phương hướng bay qua. Mau nhìn, băng phượng tiền bối muốn làm cái gì? Tất cả mọi người hướng phía giữa không chung nhìn sang. Chỉ thấy băng phượng vòng qua thương lăng cùng chỉ hề sau đó, nhanh chóng bay đi. Giữa không chung phía trên, một mảnh rỗng tuếch cái gì cũng không có đi bọn hắn đi còn không tới kịp cảm tạ đâu cứ như vậy đi thôi bọn hắn vốn là tại trên chúng ta ước chừng là còn có chuyện không có xử lý xong hết đi chúc phúc bọn hắn hầu như tất cả mọi người đang yên lặng nhìn theo bọn hắn ly khai bằng lam sắc quang mang bay lượn chân trời nhanh chóng biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt nhưng vào lúc này từ đằng phong bên trên một cái không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên ngào ô ngay sau đó, toàn bộ đã yếu đuối không chịu nổi từ đằng phong, bị bỗng nhiên rung động đến mấy lần, trong nháy mắt toàn bộ từ đằng phong lung lay sắp đổ. Bị thanh âm này dọa cho giật mình người hồi quá mức, chỉ thấy tại U Phạn Thiên Khư vị trí phương hướng, mặc bảo chính bất mãn tại dậm chân. Bên cạnh, nhan minh tuyết khẩn trương vỗ vỗ nó bả vai, ôn nhu sờ sờ nó cái đầu. Mặc bảo không tức không tức chủ nhân nhà ngươi vẫn là hội trở về. Ngào ô, mặc bảo rất tức giận giống như là đang mắng cái kia chết phượng hoàng, cướp người không khỏi cũng giành được quá nhanh một điểm. Mau rời đi, không đi nữa, mặc bảo thật muốn bà cái này từ đằng phong cho dẫm sụp đổ. U Phạn Thiên Khư người cười đứng lên, một trong chớp mắt tất cả mọi người từ từ đằng phong ly khai. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. chương 2295, trọng sinh 7. Lo lắng bị đuổi tản ra, mỗi người bọn họ trở về trùng kiến gia viên. Tàn tạ khắp nơi, bách phế đang cần hưng khởi, còn tốt bọn hắn còn sống. Một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, tươi đẹp kéo dài đến cuối chân trời. Băng phượng phía trên, khuynh tâm trong nháy mắt vọt tới chỉ hề dưới chân, ôm chặt lấy nàng bắp đùi. Mẫu thân, chỉ hề ngẩn ra, nàng không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ đi nằm ngủ 5 năm. năm khuynh tâm đã từ một cái trẻ nít nhỏ biến thành một cái đoàn nhỏ từ nàng đem khuynh tâm ôm gắt gao ôm vào trong ngực khuynh tâm ngoan mẫu thân nhớ ngươi chỉ hề như muốn tâm trên gò má hôn một hơi thở mềm mại hương hương hạnh phúc tràn ra tới mẫu thân ta cũng nhớ ngươi nha cái kia mẫu thân không có ở đây ngươi có hay không ngoan ngoãn có a hát theo ta ngoan nhất khuynh tâm nghiêm túc một chút gật đầu phi hành băng phượng thân thể run lên phảng phất hắn trưởng một cái giả lỗ tai vậy là tốt rồi chỉ hề ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh vân triệt cùng nha nha năm năm không thấy bọn hắn đã còn trẻ mới thành lập nàng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười hai từ nhà mình đều lớn lên một trong chớp mắt thật sự nhanh rất nhanh nàng ánh mắt chậm rãi từ vân triệt cùng nha nha trên người chuyển tới thương lăng trên người chỉ thấy thương lăng nhìn phía xa không biết đang suy nghĩ gì cái kia song trống rỗng được trong suốt trong tròng mắt cái gì cũng không có nàng nhảy lọt vỗ trong lòng dính vào một tia nặng nề huynh tâm đi cha ngươi nơi đó huynh tâm gật đầu từ chỉ hề trên người hạ xuống chạy đến thương lăng bên chân ôm lấy hắn bắp đùi chỉ hề nhìn lấy thương lăng nhất cử nhất động hắn bây giờ đã không có tâm, hắn cũng thấy tình. Hắn đã khôi phục từ trước dáng vẻ. Nàng sợ phiền phức nhất tình, đúng là vẫn còn phát sinh. Nàng thất vọng qua, tuyệt vọng qua, cũng chịu thua. Nàng thừa nhận, nàng vô pháp lay động một người không có tâm người. Cho dù dụng hết toàn lực, cho dù dốc hết sở hữu. Đi qua nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, rốt cục bọn hắn vẫn là đi hồi nguyên điểm, hết thảy đều không có thay đổi. Chỉ thấy thương lăng chậm rãi đem khuynh tâm ôm khuynh tâm kể cận hắn vừa ôm vừa hôn có thể thương lăng từ đầu đến cuối không có cười hắn chỉ là ôm khuynh tâm đơn giản cùng nàng nói mấy câu thấy như vậy một màn chỉ hề tâm từng khúc chìm xuống nàng chậm rãi xoay người không tiếp tục xem có một số việc thật là cưỡng cầu không tới khôi phục thân phận bọn hắn lẫn nhau đều có mỗi người vị trí ta trước hồi thiên ngoại thiên trước tiên đem thiên đạo sắp xếp cẩn thận ta quay đầu trở lại tiếp hài từ chỉ hề nói xong đầu cũng không quay lại từ băng phượng trên thân thể bay đi nàng ly khai cái kia trong nháy mắt thương lăng chậm rãi xoay người lại làm sao nói đi là đi băng phượng lầm bầm một câu phổ thiên con gái lẽ nào đều khá lớn lá bài ra ra không cho nói mẹ ta nói bậy a hát ta có quả đấm nhỏ nha khuynh tâm hồi quá mức huy động lên nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn không nói liền không nói ta đi đâu đây cũng đi thiên ngoại thiên sao băng phượng bĩu môi không đi, thương lăng bỗng nhiên mở miệng. Vậy đi nơi nào, băng phượng sửng sốt, tùy ý. Tùy ý là địa phương nào, vậy ta mang bọn ngươi một đầu đâm vào đại hoang biển, chết đuối tính. Băng phượng hừ nhẹ một tiếng. Cũng được, cái gì? Băng phượng sững sờ, còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy thương lăng đã buông xuống khuynh tâm, điểm mùi chân một cái tiêu thất tung tích. Người đâu, băng phượng có chút mộng, đương nhiên đi tìm mẹ ta a à, Vân Triệt cười nói. Cành 2296, trọng sinh 8. Vậy hắn vừa mới nói không đi thiên ngoại thiên. Đần ra ra, cha gọi là chúng ta đừng đi quấy rối hắn. Nha nha che miệng cười rộ lên. Ai, ra ra, người lớn tuổi cái đầu đều không linh hoạt. Khuynh tâm xoa xoa băng phượng cái đầu. Các ngươi cái này ba cái rắm đứa bé. Không lớn không nhỏ, có tin ta hay không thật mang bọn ngươi nhảy đại hoang biển. Tốt, đi xem côn, khuynh tâm còn không có gặp qua. Băng phượng nội tâm tan vỡ, cái này ba cái hài từ. Thật sự như vậy vô pháp vô thiên sao đừng như vậy không sợ hãi được chưa? Băng phượng than nhẹ một tiếng, một cái xoay người hướng phía đại hoang biển bay đi. Thiên ngoại thiên, bạch ngọc đặt lên. Chỉ hề chậm rãi đáp xuống, nàng cổ tay chuyển một cái. Thiên đạo liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đem thiên đạo một lần nữa thả hồi bạch trong ngọc đài, nó một lần nữa vận chuyển. Chỉ hề giơ tay lên, khinh xúc này thiên đạo. Quanh đi quần lại, ngươi chính là trở lại trong tay ta có thể đây hết thảy đều là đã định trước tại thiên ngoại thiên ta trưởng quản thiên đạo tại tiên giới ta trưởng quản mệnh cách ta có thể nắm giữ người khác vận mệnh nhưng không cách nào khống chế chính mình chỉ hề than nhẹ một tiếng đưa tay theo thiên đạo bên trong thu hồi lại a à, chỉ hề điểm mùi chân một cái xoay người bay khỏi bạch ngọc đài một trong chớp mắt nàng liền bay đến cái kia một tòa loại lông nguyệt cổ lan thụ linh sơn chi thường đó là nàng khi còn bé ở địa phương từ phụ thân vẫn lạc nàng thành mới tôn chủ về sau nàng cũng rất ít có cơ hội trở về chỉ có nàng đang len lén bệnh viên kia tâm thời điểm mới có thể đến cái này lông nguyệt cổ lan thụ hạ sau khi khôi phục trí nhớ bây giờ gặp lại nó dường như đã có mấy đời từ trước tuổi trẻ khinh cuồng sau đó triệt để tuyệt vọng một màn một lần nữa hiện lên trước mắt thời gian là lợi khí có thể đâm rách bất luận cái gì tất cả nàng mấy cái lúc trước tùy hứng làm bậy, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau đó, dần dần đều bị thu hồi, ủ thành thành thục kiên nhẫn. Thành tựu hôm nay nàng. Khôi phục ký ức trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày thương lăng thật không còn yêu nàng thời điểm, nàng có thể như vậy bình tĩnh tiếp thu. Có thể thực sự là bởi vì hết hy vọng qua, chết một lần nữa, cũng không có khó như vậy. Chỉ hề chậm rãi đi tới lông nguyệt cổ lan thụ xuống, xuyên qua nàng từ trước cung điện, đi tới phía sau núi xuyên qua phía sau núi, nàng đi tới lưu quang chuyển sinh lan phía trước. Nàng khẽ vuốt lưu quang chuyển sinh lan cong vòng lá cây. Nó lực lượng tại trước đây thương lăng tiễn nàng chuyển kiếp lúc sau đã dùng hết. Cho nên, hậu kỳ không có thỏa đáng bảo dưỡng, nó lực lượng tại tiêu tán, biến thành bây giờ cái này héo rũ dáng vẻ. Tiểu lan hoa ta trở về, ngươi sẽ không héo tàn. Nhược tình nàng cái gì cũng không hiểu, chẳng có tác dụng gì có, đem ngươi dưỡng thành cái dạng này mấy ngày nay, ngươi chịu khổ, tới đi, giống như ta, trọng sinh. Chỉ hề giơ tay lên khẽ vuốt lưu quang chuyển sinh lan cánh hoa, điểm một cái lam sắc linh quang rót vào nó trong cánh hoa. Nàng một chút đi chữa trị lưu quang chuyển sinh lan vết thương, trợ giúp nó một lần nữa hấp thu lực lượng. Dần dần, nó cánh hoa, từng mảnh từng mảnh một lần nữa mở ra. Nhìn lấy nó giành lấy cuộc sống mới, linh khí dần dần bắt đầu trở nên nồng nặc chỉ hề khóe môi chậm rãi câu dẫn lên. Tiểu lan hoa, cảm ơn ngươi cứu ta. Chỉ hề vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Vậy ta đâu, cứu ngươi, rõ ràng là ta. Chỉ hề toàn thân run lên, nàng bỗng nhiên quay đầu trở lại. Chỉ thấy, ở sau lưng nàng, một người một bộ bạch y, màu mực tóc dài, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, đường nét rõ ràng, chính là thương lăng. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ.